thấy rằng là hiện tại chúng ta đang có hơn 70 anh chị em rồi. Đó. Có anh chị em nào mạnh dạn giao lưu cùng với ban tổ chức, cùng với Tuấn không ạ? Có anh chị em nào hôm nay là người mới hoặc đã tìm hiểu Skyway rồi nhưng mà là buổi đầu tiên tham gia buổi Zoom về tìm hiểu Skyway không ạ? Hay những anh chị em nào mà đang tìm hiểu Skyway thì cũng có thể bật mic lên chúng ta cùng giao lưu với ban tổ chức, với Tuấn được không ạ? Vâng, anh chị em mạnh dạn lên được không ạ? Chào em Lập Trinh. Hôm nay là buổi thứ 6, có lẽ là rất nhiều anh chị em bận đi làm và tập trung cho buổi thứ 6 cuối tuần về cùng với gia đình, ăn uống cùng với gia đình, nên hôm nay anh chị em mà vào Zoom cũng hơi muộn so với mỗi ngày một chút đúng không ạ? Chào em Công, chào tất cả anh chị em. Có anh chị em nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh có thể bật mic lên chúng ta cùng giao lưu một chút được không ạ? Em chào anh Tuấn, em chào tất cả anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom. Hồi nãy giờ nói chung là không có chuẩn bị là xuất hiện trong phòng Zoom, cho nên là gọi hỏi người thành phố hai lần rồi giờ mới xuất hiện. Hương thì hiện tại đang sống ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái thời điểm này ở trong thành phố đang rất là căng luôn chị. Nhưng mà Hương cũng may là Hương ở huyện là ở ngoại thành. Và dân ở trong này, trong cái huyện này thì nó cũng thưa hơn là ở trung tâm. Cho nên là cũng đỡ hơn là những cái quận. Và hôm nay Hương mới nhận được một tin trên báo rất là buồn luôn, là ở tỉnh Bình Dương á, nếu anh chị em nào mà có anh em bạn bè gì mình đang làm việc tại Bình Dương á, thì mình báo với các bạn là cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hôm nay ở Bình Dương nó đã vượt cái mức của thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi. Bình Dương hôm nay đã vượt mức thành phố luôn rồi. Và trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh này á, thì nói chung là công việc của mình á, là về đầu tư và mình làm về Internet thì mình vẫn có làm việc được. Nói không có ảnh hưởng thì cũng không phải, nhưng mà mình vẫn có thể là mình thích nghi với lại cái việc mà dịch bệnh này. Tại vì mình không phải đi ra ngoài nhiều, mình vẫn có thể làm việc trên Internet, mình có thể chat, gọi điện hoặc là làm việc qua các kênh mạng xã hội. Đó. Trong cái thời điểm này thì ở các tỉnh đều có bị dịch bệnh hết rồi, anh chị em đa phần là ở miền Bắc thì dịch vẫn có nhưng mà ít, nhưng mà anh chị vẫn nên cẩn thận. Tại vì hồi trước trong này cũng không có nhiều đâu, cũng có vài ca thôi, nhưng mà do sự lơ là của chính phủ thì dẫn đến việc bây giờ là đã mất kiểm soát, thì có khả năng là trong tuần tới nữa thì sẽ kiểm soát gắt gao hơn nữa. Nên anh chị cố gắng cẩn thận, mình đừng chủ quan, dù ít nhưng mà mình vẫn nên cẩn thận. Cảm ơn bạn Ngọc Hương rất là nhiều những thông tin mà bạn Ngọc Hương chia sẻ từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các cô chú. Bây giờ đã là 8 giờ, gần 8:20 thì Tuấn xin phép được chuẩn bị vào cái chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Trước khi vào chương trình buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn xin phép được xưng là Tuấn. Trong Zoom thì tất cả có rất nhiều các cô chú, anh chị, các bác lớn tuổi hơn Tuấn rất là nhiều. Đồng thời cũng có những anh chị bằng tuổi, cũng ít tuổi hơn, nhưng để cho thuận tiện trong quá trình giao lưu, chia sẻ và để cho Tuấn có một cái sự tự tin nhất trong buổi tối hôm nay, thì Tuấn xin phép là Tuấn xin được xưng là Tuấn và xin chào các cô chú anh chị được không ạ? Vâng ạ.
để cho chương trình buổi tối nay diễn ra được thuận lợi và có cái kết quả tốt nhất thì Tuấn xin đề nghị các anh chị chúng ta cùng mở cam ra, đồng thời chúng ta cũng anh chị em nào mà không giao lưu hoặc là chưa không có cái nội dung giao lưu thì chúng ta sẽ tắt mic để không ảnh hưởng đến các anh chị khác, được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và cũng có rất Tuấn thấy rằng là cũng có rất nhiều các anh chị mới ở trong cái buổi Zoom hôm nay, thì Tuấn cũng xin phép là có 5 phút được giao lưu cùng với tất cả các anh chị. Có anh chị nào mạnh dạn bật mic lên hay giơ tay lên để giao lưu cùng với Tuấn và anh chị em không ạ? Các anh chị người mới, ưu tiên các anh chị người mới là những người mà đã là lần đầu tiên hoặc là một cho hai lần tham gia buổi Zoom nhưng mà chưa có cái quyết định cho mình tham gia vào đầu tư cùng với cổ phần Scaleway, thì các anh chị hãy cho một cái bình luận ở màn hình để Tuấn cùng giao lưu cùng với anh chị được không ạ? Có anh chị nào mạnh dạn giao lưu được không ạ? Thời gian đang chờ các anh chị. Chúng ta có thể là lần đầu chúng ta là khán giả, nhưng có thể là ngày mai chúng ta là diễn giả, đúng không ạ? Nên các anh chị cứ mạnh dạn chúng ta giao lưu được không ạ? Em xin phép chào anh Tuấn nhá. Xin chào, chào em. Em cũng lên Zoom lần thứ 3, thứ 4, anh cũng có quyết định tham gia cổ phần trong cái gói nhỏ nhất là 250 đô. Nhờ anh Tuấn Dích đã chia sẻ và trong một thời gian vừa rồi thì em cũng tham gia nhiều và cũng được học hỏi nhiều từ cái công nghệ xe quay này và đã nỗ lực mạnh dạn, và sau cái quá trình tham khảo và học hỏi thêm nhiều thì em sẽ cố gắng sử dụng thêm nhiều cái cổ phần hơn trong cái tập đoàn Scaleway ạ. Xin chúc mừng em. Em tham gia vào đã tìm hiểu Scaleway này là lâu chưa hay là cũng mới ở thời gian mới đây? Dạ, rơi vào tầm hơn 10 ngày thôi anh. Em tham gia được. Dạ, em đã quyết định luôn. Anh Tuấn Đích đã chỉ mấy em Tuấn ạ. Xin chúc mừng em. Dạ. Phải nói rằng là em là người đưa ra quyết định rất là nhanh. Như bản thân anh thì anh cũng phải mất khoảng một tháng anh mới dám quyết định. Vâng, thì nói chung là em thì nhất năm nay em tên là Văn ạ. Và em vừa có 32 tuổi thôi anh. Rồi, xin chúc mừng em Văn. Thật là tuyệt vời. Chúc em sẽ có những cái sở hữu cho mình những số lượng cổ phần lớn hơn nữa trong thời gian tới. Xin chúc mừng em, xin cảm ơn em. Em cảm ơn anh nhé. Trong thời gian vừa rồi em tìm hiểu thì em cảm nhận một Scaleway như thế nào? Em có thể chia sẻ thêm được không? Vâng, trong thứ nhất đầu tiên thì trong cái cuộc sống em thường là những người hay đổi mới và có tham gia thì cũng vô tình quen anh Tuấn Dích trên mạng xã hội thôi, và anh có chia sẻ một đôi lần thì em thì mình cũng là người tham gia vào cái công nghệ 4.0 thì mình biết được cái nào tốt và cái nào nó lợi thì mình tham gia, cái lợi nhuận nó là cao, và em thấy là cái công nghệ Scaleway nó đưa lại những cái giải pháp tối ưu nhất cho những thành phố hay ủn tắc giao thông, và cái hai cái đơn giản như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của mình thì cái thực trạng ủn tắc giao thông thì rất là nhiều, thì những cái đấy là giải pháp lớn trong nước. Cái hai nữa thì những thành phố lớn và người ta nước ta phát triển mạnh hơn thì chắc chắn người ta sẽ sử dụng cái công nghệ Scaleway này nhiều hơn và thông dụng trong cái cuộc sống của người dân hơn để đảm bảo được cái thời gian nó giảm và bảo vệ được môi trường. Thì em thấy nó tiện lợi và em đã tham gia luôn. Thì trong vòng hình như là em quen anh Tuấn Dích thì hình như có 3-4 hôm em vào Zoom nghe 2 lần em quyết định tham gia gói đầu tiên. Xin chúc mừng em. Chúc mừng tên của anh Tuấn Dích. Vâng ạ, xin mời chia sẻ tiếp theo của anh chị nữa. Tuấn rất mong là sẽ được giao lưu cùng với lại hai anh chị nữa. Các anh chị mạnh dạn chia sẻ được không ạ? Có thể rằng là cũng có rất nhiều anh chị là người mới
nhưng mà do là còn vẫn còn băn khoăn hoặc là vẫn còn rụt rè mà không dám chia sẻ cũng như là bộc lộ cái cảm xúc của mình khi mà tiếp cận với cái mô hình đầu tư cổ phần mới này, đúng không ạ? À, và Tuấn nhận được một bạn là Nguyễn Mạnh Tường. Xin mời bạn Nguyễn Mạnh Tường. Bạn Nguyễn Mạnh Tường có thể bật mic lên giao lưu cùng với anh chị em một chút được không ạ? Vâng, nhờ em lại bật mic Nguyễn Mạnh Tường. Bạn Nguyễn Mạnh Tường nhận được mic chưa? Có trong Zoom là sao anh ạ? À, Tuấn nhìn thấy cũng không thấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Có anh chị nào mạnh dạn giao lưu cùng với đây bạn đây ạ, bạn Nguyễn Mạnh Tường mở mic. Rồi bạn Tường chuẩn bị, bạn Lợi sẽ mở mic giúp bạn nhé. Anh mở mic đi anh ơi. Bạn Tường báo vẫn không được. Bạn kích vào màn hình. Được rồi anh ạ. À rồi, bạn Tường. Hello, em chào tất cả các anh chị ạ. Em xin tự giới thiệu một chút, em tên là Nguyễn Mạnh Tường. Em quê ở Nam Định. Hôm nay em 37 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Gia Lâm, Hà Nội. Công việc chính của em hiện tại là làm xưởng in. Xưởng in logo. Rồi em cũng vô tình biết đến mô hình kinh doanh của Skyway này là qua bạn cấp trên là bạn Trung ạ. Bạn Trung đã giới thiệu em cái mô hình này. Và qua tìm hiểu được 2-3 lần vào phòng Zoom để chat cùng với để nói nghe mọi người nó thuyết trình và nói chuyện về cái mô hình của Skyway thì em thấy đây là mô hình rất là tuyệt vời và cũng quyết định để đầu tư và tiếp tục tìm hiểu về Skyway. Bác Tường nói to lên một chút được không? Dạ, chắc cái mic của em nó hơi bị kém lắm. À rồi. Và anh nghe rõ không? Hơi nhỏ ạ. Bạn tăng hôn lên một chút nữa. Và đến phòng. Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ rồi. Dạ vâng. Thì em xin nói lại từ đầu nhé. Chắc lấy các anh chưa nghe rõ. Đúng rồi. Vâng. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Tường. Em đến từ Nam Định. Quê ở em ở Nam Định. Và em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Em hiện nay em đang ở bên Gia Lâm, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Công việc chính của em hiện tại là đang quản lý và mở một cái xưởng in logo nhỏ. Vô tình cũng là tình cờ để em chung giới thiệu cho cái mô hình của Skyway này. Thì qua tìm hiểu một vài lần thì em cũng thấy là cái mô hình này cũng rất là hay và nó mang ý nghĩa nhân văn rất là nhiều và cũng được bạn Trung với bạn Viết Anh cũng nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho em và giúp em hiểu hơn về Skyway và cách tiếp cận Skyway và cách kiếm tiền trong Skyway. Chính vì thế mà em đã quyết định đầu tư vào Skyway. Xin chúc mừng bạn Mạnh Tường. Và xin chúc bạn trong thời gian tới này sở hữu được thêm nhiều cổ phần nữa, hơn nữa của Skyway. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Mỗi một người đến với Skyway theo một cách khác nhau. Có những anh chị thì tự đi tìm hiểu Skyway.
tự đi tìm kiếm cho mình một cái cơ hội thì lại gặp Sở Cơ Uê và đồng hành cùng với Sở Cơ Uê. Nhưng cũng có những anh chị là được những người thân hay bạn bè của mình giới thiệu và biết đến cái cơ hội Sở Cơ Uê. Nhưng cũng có những anh chị thì lại tự đi tìm hiểu, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì lại gặp rất là nhiều cái vấn đề, sau đó thì lại bỏ qua cơ hội này. Sau một thời gian dài lại tiếp cận lại được với lại cái thông tin Sở Cơ Uê, và những thông tin càng ngày nó lại càng thực tế hơn, càng ngày nó lại càng phong phú hơn, và nó thật nó có nhiều thông tin hơn về Sở Cơ Uê, thì lại quyết định đầu tư lại cùng với Sở Cơ Uê. Ở trong Zoom ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các anh chị cũng có nằm trong một trong ba cái lý do đấy, đúng không ạ? Các anh chị có muốn nghe câu chuyện từ bản thân Tuấn không ạ? Anh chị nào muốn nghe câu chuyện đến với Sở Cơ Uê của Tuấn thì cho bình luận theo cho Tuấn số 1 để Tuấn có thể mạnh dạn kể câu chuyện của mình được không ạ? À, Tuấn thấy rất là nhiều cái số 1 rồi ạ. Vâng, thế thì Tuấn sẽ xin 5 phút để kể cái câu chuyện của mình sau khi mà tiếp cận được với cái dự án Sở Cơ Uê này như thế nào các anh chị nhé. Thực ra thì Tuấn thì sinh ra và lớn lên ở quê ở Bắc Giang, là một cái tỉnh nghèo, rất là nghèo anh chị ạ. Và khi còn đi học thì Tuấn cũng đã suy nghĩ rằng là mình làm thế nào đấy phải vượt ra khỏi cái ao làng và tham gia vào một cái thị trường kinh doanh nào đó để mình làm sao đấy để bứt phá lên, không còn cái cảnh nghèo nữa. Tại vì nghèo thì thực ra nó là một cái gì đó mà nói là nó rất là vất vả, rất là khổ các anh chị ạ. Không có tiền, không có điều kiện về vật chất thì rất là khổ. Và trong quá trình đi làm liên tục thì đến năm 2018 thì lúc đó là khi đó Tuấn đang kinh doanh ở Hà Nội, thì lúc đó Tuấn đang làm tư vấn của bất động sản ở Hà Nội, đồng thời thì Tuấn cũng đang đào tạo một cái hệ thống kinh doanh khác, kinh doanh vào một cái lĩnh vực khác nữa, đó là cái lãi ngày các anh chị ạ. Cái thời điểm đó thì khi mà lãi ngày nó bị sập, nó không thành công, thì có một người em cô giới thiệu cho Tuấn một thông tin, chia sẻ cho Tuấn những video, những thông tin về Sở Cơ Uê. Thì tại thời điểm đó ấy, thì thực ra thì nói về đầu tư cổ phần chứng khoán là Tuấn không có hiểu gì cả. Mà lúc đó Tuấn chỉ nghĩ rằng là đây nó là một cái thị trường rất là tiềm năng, và thấy rằng là được nói rất là nhiều trên TV, đài báo. Thì Tuấn rất thích xem thời sự. Mỗi một buổi trưa ăn cơm hoặc là buổi tối ăn cơm thì Tuấn đều mở thời sự ra xem. Thì cuối cái buổi thời sự sau cái thời tiết và bóng đá thì có một cái bản tin, đó là bản tin tài chính kinh doanh, đúng không anh chị? Thì cái bản tin đó rất nói rất nhiều về cái ngôn từ đó là tài chính, chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu. Thì cái lúc đó thì Tuấn không có nghĩ rằng là mình sẽ tham gia vào cái thị trường này đâu, mà Tuấn chỉ nghĩ rằng là mình thôi thì về một người em họ chia sẻ thì mình cứ nhận, đón nhận, và mình cũng tiếp nhận, và mình đầu tư một ít coi như là để đó, một là được ăn, hai là mất thì cũng không sao cả. Thế thì cái lúc đó thì cũng chỉ là tìm hiểu một chút thôi, thì mình đầu tư lúc đó các anh chị biết là không có tiền các anh chị ạ. Cái thời điểm đó thì Tuấn kinh doanh ở cửa hàng, cái mô hình kinh doanh cửa hàng nhà mình ấy nó rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, kiếm một ngày mấy trăm nghìn nó rất là khó, nó không được. Đồng thời cái công việc tư vấn bất động sản của Tuấn lúc thời điểm đó là Tuấn cũng làm mới, kinh nghiệm nó không có nhiều, nên là cái số hợp đồng mình chốt được nó cũng không có nhiều. Thì cái thời gian đó thì nó lại chi rất là lớn. Thế thì tiền nó không có, thì lúc đó Tuấn cũng chỉ dám đầu tư 1.000 đô trả góp thôi. Mà cái lúc đó 1.000 đô trả góp mà nếu mà lục kép 2 tháng ấy, thì được 10% cổ phần các anh ạ. Mà lúc đó Tuấn cũng không cố được đến 200 đô. Đó, mà lúc đó chỉ cố được 100 đô thôi. Thì ban đầu khi mà kinh doanh như thế thì thời điểm đó ấy, thì Tuấn lại đang đứng ở giữa ngã ba đường các anh chị ạ. Cái lúc đó kinh tế nó rất khó khăn, kể cả ở cửa hàng, kể cả ở công việc tư vấn bất động sản. Thì Tuấn đang đứng ở ngã ba đường là không biết được là mình tiếp tục là kinh doanh bất động sản nữa
hay không, hay là mình kinh doanh theo lĩnh vực mới, đó là sang một lĩnh vực đầu tư tài chính, cổ phần, cổ phiếu, hay là mình quay về cửa hàng, làm tiếp cửa hàng, hay là mình xin nghỉ, mình nghỉ toàn bộ ở cửa hàng, cả hai vợ chồng nghỉ để đi làm công nhân. Thực sự lúc đó ấy, là đứng ở giữa ba đường thì nó cực kỳ khó khăn các anh chị ạ. Không biết lựa chọn như thế nào để cho mình có thể là bước tiếp. Vì cái thời điểm này nếu như mình lựa chọn một bước sai thì sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là lớn, kéo theo cả cái hệ lụy cho cả một gia đình nữa. Tại vì cái tương lai của gia đình, tương lai của con cái nó như thế nào. Đó, cái đấy là cái mà rất là khó khăn. Thì trong cái thời điểm đó ấy, thì Tuấn nhận được một tin nhắn của bạn Lợi. Em Hồ Văn Lợi có nhắn cho Tuấn một tin là: anh ơi, ngày mai ở Từ Sơn Bắc Linh có một cái buổi chia sẻ của anh chị em của Đông Sở Cây Ơi với các khách hàng, anh sắp xếp thời gian đến để tham gia. Thì đúng cái thời điểm đó thì Tuấn rất là vui, là đang băn khoăn làm sao đấy, là tìm hiểu Sở Cây Ơi thật kỹ để cho mình một cái quyết định. Thì lúc đó thì Tuấn nhận lời và buổi hôm sau Tuấn xuống Bắc Linh. Thì trong cái buổi đi ấy, thì Tuấn có đặt ra cho mình có ba cái câu hỏi lớn. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để tìm hiểu thật kỹ là cái sản phẩm của Skyway, cái công nghệ của Skyway nó có thực sự là nó như cái video, như cái thông tin mà mọi người vẫn gửi cho mình và mình xem hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái tiềm năng của công nghệ Skyway này ở cái thời gian tới và trong tương lai nó như thế nào để cho mình có thể là hợp tác cùng với Skyway được không. Cái thứ ba nữa ấy, là nếu như mình hợp tác với Skyway, mình là đối tác của Skyway, thì cái chính sách, cái cơ chế cũng như là cái lợi ích của mình cùng với các nhà đầu tư của mình nếu có tham gia nó như thế nào. Thì trong cái buổi hôm sau khi mà Tuấn xuống Từ Sơn Bắc Linh, Tuấn gặp em Hồ Văn Lợi, gặp anh Vương Triệu Vĩ và gặp chị Nguyễn Thị Ngà. Thì trong cái buổi đó thì Tuấn đã lần lượt được giải đáp tất cả các câu hỏi, được bạn Lợi giải đáp những cái thông tin về Skyway, những cái sản phẩm của Skyway, được anh Vĩ chia sẻ về cơ chế chính sách của Skyway, đó, cái lợi ích của mình mang lại, nhận được như thế nào. Và ngay ngày hôm sau thì Tuấn cũng đã đưa cho mình một quyết định là Tuấn nghỉ toàn bộ công việc hiện tại là tư vấn viên bất động sản ở Long Biên, Gia Lâm, về nhà để tập trung toàn bộ thời gian vào Skyway. Nhưng đấy đó chỉ là cái thời điểm khó khăn ban đầu. Thời điểm tiếp theo mới là thời điểm thực sự khó khăn các anh chị. Không biết rằng là các anh chị có gặp như Tuấn không? Tại vì cái thời điểm trước đó Tuấn làm nhiều cái rồi, nó thất bại rồi các anh chị. Nó không thành công và mất rất là nhiều tiền. Đó, thế thì khi mà Tuấn mới giáo nói chuyện với vợ của mình là anh sẽ đầu tư cái cổ phần vào Sở Kế như thế này, như thế này. Chưa được một câu nào, chưa xong dứt câu thì vợ đã phản ứng đối ngay là không cho làm, và tuyệt đối là không cho làm, dứt khoát. Một là anh làm thì anh tự làm, có thể là anh làm không, em không quan tâm đến cái việc anh làm, và nếu như anh còn làm thì cái nọ thế nọ rồi thế kia, rất là gay gắt các anh chị. Thì khi mà như thế thì Tuấn không biết làm thế nào cả, và Tuấn giải thích, cũng đưa cho xem video, cũng đưa cho hình ảnh, nhưng mà vợ thì lại không tin, tuyệt đối không tin, vì nghĩ rằng là cái này nó sẽ rất là khó thực hiện, là một. Cái thứ hai nữa là nếu như mà nó nhanh kiếm tiền như thế, tại vì Tuấn có chia sẻ về cái cơ chế cũng như là cái lợi nhuận sau này mình nhận được, và nói đến cái con số nó to quá nên vợ cũng hốt, thực sự là hốt anh chị ạ, và không tin. Và khi mà Tuấn nói chuyện trong vòng 2 đến 3 ngày liền như vậy thì cũng không giải quyết được, thì người vợ mình lại càng phản đối dữ dội hơn. Thế thì trong cái trường hợp thế thì liên tục trong vòng 20 ngày khi mà trao đổi công việc liên tục như thế thì hai vợ chồng không thống nhất được với nhau, và gần như 20 ngày đó là hai vợ chồng không nói chuyện với nhau được nữa. Thì đấy là cái mà rất là khủng khiếp. Thách quyết định đầu tư với Skyway đã là một cái khó khăn rồi, và trong 20 ngày đấy thì Tuấn suy nghĩ rằng là bây giờ mình làm đối tác của Skyway thì mình phải chia sẻ các thông tin, mình có chia sẻ những cái video lên Facebook, lên Zalo cùng với lại cho bạn bè của mình. Nếu như mà
người vợ mình còn đã không đồng ý rồi mà anh em bạn bè mình còn phản đối nữa thì chắc chắn là mình sẽ không làm gì được nữa. Đó. Thế nhưng mà Tuấn thì Tuấn rất tin tưởng vào cái công nghệ đó. Và Tuấn bắt đầu rằng là cứ làm, mình cứ làm, cứ dần dần và bắt đầu chia sẻ trong vòng 20 ngày. Thực ra là có một cái quyết định cũng rất là lớn với Tuấn đó là trong 20 ngày đó thì Tuấn có đưa ra một cái vấn đề đó là gì? Đó là bây giờ mình làm thế nào để rằng là mình chia sẻ những cái thông tin về Skyway này mọi người sẽ dễ đón nhận nhất và mọi người sẽ dễ hình dung nhất. Và mình cũng sẽ tư vấn làm sao đó dễ dàng nhất. Nhưng mà trong cái thời gian đó không phải là dễ dàng các anh chị ạ. Và cũng rất là may trong suốt thời gian đó thì được sự hỗ trợ rất là lớn của bạn Hồ Văn Lợi. Và đặc biệt nữa là có một bạn bảo trợ đó là bạn Nguyễn Thị Ngọc Hương ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng hỗ trợ Tuấn rất là nhiều trong thời gian đó. Và cuối cùng thì Tuấn cũng đã đồng hành được cùng với Skyway trong suốt thời gian đó. Thì cái thời điểm đó thì mặc dù là vợ không đồng ý nhưng mà biết được rằng mình làm như thế thì cũng không làm gì được nữa thì thôi cứ đành mặc kệ thôi. Thế thì trong suốt cái quá trình hơn một năm sau thì trong tất cả các sự kiện hội nghị lớn thì Tuấn đều đặt vé và mời vợ của mình tham gia cùng. Và trong các sự kiện đó thì rất nhiều lần, 3 đến 4 lần vợ của mình cũng tham gia những sự kiện đó và bắt đầu là hiểu dần dần Skyway như thế nào, được gặp các anh chị bạn bè của mình, ví dụ như bạn Hồ Văn Lợi rất là trẻ nhưng mà đã đầu tư rất là nhiều cùng với nắm giữ rất nhiều cổ phần Skyway, gặp anh Triệu Tâm là một lãnh là một người thuyền trưởng đã trực tiếp sang đến tận Nga, sang đến tận Dubai để tìm hiểu cái công nghệ Skyway này. Và dần dần thì vợ của mình cũng cũng hiểu ra vấn đề và đến hơn một năm sau thì không phản đối nữa. Và như thế thì là đó là bước đầu tiên mà Tuấn thành công cùng với một cái người khách hàng mà cảm thấy là khó tính nhất mà Tuấn từng thuyết phục đó. Thế thì trong suốt gần 3 năm qua thì Tuấn cũng may mắn là sở hữu được 1 triệu cổ phần của Skyway, đồng thời để cũng tặng cho người vợ của mình 1 triệu cổ phần Skyway nữa, đúng với cái mục tiêu đó là hành trình sở hữu 1 triệu cổ phần cùng với Skyway, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Đây là câu chuyện mà của Tuấn đến với Skyway và hành trình của Tuấn đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đang nghe. Các anh chị, không biết là có anh chị nào mà gặp phải cái trường hợp là bố mẹ hay là người thân hay là vợ hoặc chồng của mình phản đối không ạ? Có anh chị nào gặp không ạ? Anh chị nào gặp thì bình luận cho Tuấn số 2 được không ạ? À có ạ. Vâng ạ. Thực ra như thế này anh chị ạ, có những anh chị mà bị người nhà, người thân của mình phản đối ấy, thì đó cũng là cái điều rất là tốt anh chị ạ. Cái tốt thứ nhất đó là anh chị là những người mà được người gia đình của mình thực sự quan tâm. Vì có quan tâm thì mới phản đối đúng không ạ, mới khuyên ngăn. Cái đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ấy, chính cái sự phản đối đó là một cái sức ép, đó là một cái lực rất là tuyệt vời, một cái lực để chúng ta có thể bứt phá hơn nữa. Nó giống như một cái nò xo các anh chị, một cái nò xo khi càng ép xuống ấy thì cái lực đẩy của nó càng mạnh, đúng không anh chị? Đó, xin chúc mừng tất cả các anh chị mà đã có người thân hoặc bạn bè của mình phản đối để cho anh chị đến ngày hôm nay càng ngày càng sở hữu nhiều cổ phần của Skyway, được không ạ? Vâng. Và trong buổi ngày hôm nay á thì Tuấn cũng chia sẻ với cái tất cả cô chú và anh chị. Đó là một người anh, một cổ đông rất là lớn của Skyway. Ngay từ ban đầu khi tham gia vào thị trường kinh doanh ấy, thì anh cũng đã gặp rất là nhiều thành công. Nhưng trong quá trình kinh doanh đến cái thời gian khó khăn thì anh cũng gặp rất là nhiều các cái thất bại. Và có những cái thời điểm mà anh cảm thấy rằng là muốn từ bỏ cái ý định kinh doanh của mình để đi làm công nhân. Nhưng mà khi được tiếp cận với Skyway thì anh lại tìm hiểu rất là nghiêm túc và càng ngày cái thông tin mà Skyway anh tìm hiểu được nó lại càng có những thông tin tốt, càng ngày anh lại càng cảm thấy rằng đây nó là một cái công nghệ mà có nghĩa lẽ là nó sẽ thay đổi cái cơ cấu giao thông của ngành giao thông của toàn cầu cũng như là ở Việt Nam. Và anh đã bắt tay vào ngay với Skyway để đến ngày hôm nay sau gần 3 năm
kiên trì với Skyway, anh đã sở hữu rất là nhiều cổ phần của Skyway. Đồng thời, anh cũng đã hỗ trợ rất là nhiều các cổ đông của Skyway, nắm giữ được rất là nhiều cổ phần của Skyway. Và trong suốt cái thời gian đó, thì anh cũng đã là một trong những lãnh đạo nòng cốt của team chiến lược Skyway, đã dẫn dắt và đưa đội nhóm đi rất là lớn, là xa đúng không ạ? Và các anh chị có muốn được nghe câu chuyện cũng như là quá trình hình thành sự thành công của anh trong buổi ngày hôm nay không ạ? Có anh chị nào muốn nghe câu chuyện thành công của một cổ đông rất là lớn không ạ? Anh chị nào muốn nghe xin bình luận số 3 để Tuấn cùng mời lên đây. Anh bây giờ Tuấn nhìn thấy rất nhiều số 3 rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Và không để chờ lâu hơn nữa thì Tuấn xin mời anh Viết Anh, một cổ đông rất là lớn của Skyway, xin chia sẻ về quá trình kinh doanh cũng như sự thành công của mình của trên con đường Skyway được không ạ? Xin mời anh Viết Anh. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Xin chào tất cả các anh chị. Câu chuyện của anh Tuấn hay quá. Các anh chị cho anh Tuấn một tràng pháo tay ạ. Hôm nay Viết Anh rất là vui vì một lần nữa lại được chia sẻ cái câu chuyện Skyway đến lại với tất cả các anh chị. Thì cũng hy vọng là cái buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có những cái giây phút ý nghĩa và nhiều thông tin bổ ích. Thì trong buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng có một số anh chị mà Viết Anh cũng đã có cơ hội được làm việc. Và cũng có một số cô chú anh chị là hôm nay Viết Anh may mắn được biết tới. Thì lời đầu tiên cho phép Viết Anh được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì Viết Anh xin phép giới thiệu một chút về bản thân mình. Viết Anh sinh năm 1984, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và Viết Anh cũng đang là hiện tại cũng đang là một trong những cổ đông thiên thần của tập đoàn Skyway. Thì cơ duyên Viết Anh biết đến Skyway là tháng 5 năm 2020. Thì khi mà được chị nghe chia sẻ về Skyway thì cũng giống như một số anh chị được nghe lần đầu trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì nếu nói như để hiểu hết cái ý nghĩa về cái công nghệ cũng như cái tâm huyết của ngài Anatoly thì chắc chắn là tại thời điểm đó Viết Anh cũng chưa hiểu hết được. Nhưng mà trong bản chất ở phía bên trong của Viết Anh ấy, lại Viết Anh có một cái niềm tin là cái công nghệ này chắc chắn nó sẽ được hiện thực hóa trong tương lai. Tại vì ngày xưa ấy, trong quá khứ của Viết Anh đã nhìn thấy cái công nghệ này và Viết Anh đã có một cái gì đó rất thích thú. Đó chính là lý do vì sao mà khi được nghe chia sẻ với anh đã quyết tâm để đầu tư. Thì công nhận là nó như một cái câu chuyện anh chị ạ. Không tìm hiểu thì không hiểu, mà càng tìm hiểu thì càng thích, mà càng thích thì lại càng yêu. Thì qua một quá trình tìm hiểu như vậy thì Viết Anh thấy rằng cái công nghệ này thực sự là nó rất cần thiết cho giao thông trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Và điều đặc biệt mà một con người mà Viết Anh vô cùng ngưỡng mộ đó là ngài sáng lập Anatoly Judicki. Ông ấy đã dành cả cuộc đời để phát triển và nghiên cứu cái công nghệ này. Và đó là lý do mà Viết Anh đã tập trung phát triển nguồn vốn cho Skyway. Thì trước khi đến với lại Skyway thì Viết Anh cũng có khoảng hơn 5 năm trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Và Viết Anh đã nhìn thấy có một con đường nhanh nhất, ngắn nhất mà có thể giúp được tất cả mọi người đều có khả năng trở nên giàu có và với một cái số tiền không cần quá lớn. Nếu như tất cả các anh chị hôm nay đã sẵn sàng lắng nghe cái phần chia sẻ của Viết Anh thì cho Viết Anh một tràng pháo tay để cho nó thực sự năng lượng để Viết Anh có thể chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả các anh chị. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Thì phần chia sẻ của Viết Anh ngày hôm nay nó sẽ có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là tại sao chúng ta lại phải bước chân vào lĩnh vực đầu tư. Nội dung thứ hai là tại sao có rất nhiều những hạng mục đầu tư mà mình lại đầu tư vào doanh nghiệp. Và cái thứ ba đó là những cái tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp tiềm năng nó là như thế nào. Thì mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, đó là tại sao chúng ta lại cần phải bước chân vào lĩnh vực đầu tư. Các anh chị có nhìn rõ màn hình không ạ? Nhìn rõ. Ok, vâng. Thì trên màn hình của tất cả các anh chị, đây nó chính là một cái kim tứ đồ
Thì Viết Anh cũng biết rằng là có rất nhiều các anh chị đã từng biết đến cái Kim Tứ Đồ rồi, cũng đã từng nghe chia sẻ rất nhiều. Nhưng hôm nay Viết Anh xin phép được chia sẻ dưới cái góc độ cá nhân, cái sự hiểu biết của mình về cái Kim Tứ Đồ này, để một lần nữa giúp tất cả các anh chị định vị lại xem là mình đang ở đâu trong cái xã hội này. Và nếu như chúng ta, nếu như tất cả chúng ta muốn trở nên giàu có, thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Thì cái Kim Tứ Đồ này nó là của thầy Robert Kiyosaki, một tỷ phú người Mỹ gốc Nhật. Thì cái câu chuyện về cái Kim Tứ Đồ này là cái câu chuyện về hai người cha của Robert. Người cha nghèo của Robert thì nói với Robert là gì ạ? Con hãy học tập thật chăm chỉ, sau đó ra trường tìm một công việc, sau đó chúng ta làm việc chăm chỉ tích lũy để về già có một quỹ lương hưu. Nhưng mà người cha dạ giàu của Robert thì hoàn toàn khuyên ngược lại. Ông nói với Robert là gì ạ? Tại sao con lại phải làm cả đời về một cái thứ mà không bao giờ thuộc về con? Nó giống như là con trâu đi cày anh chị. Con trâu cày cả đời nhưng lại không có bất kỳ một mảnh ruộng nào thuộc về con trâu cả. Nên ông đã khuyên Robert là gì ạ? Nếu như con muốn trở nên giàu có thì bắt buộc con phải học cách kinh doanh hoặc là đầu tư. Vậy thì theo Robert Kiyosaki thì trong xã hội của chúng ta thì có 4 nhóm người tạo ra tiền. Cái nhóm thứ nhất đó là những người làm công. Họ bỏ thời gian công sức ra để kiếm tiền. Thì cái đặc thù của nhóm người này là gì? Họ thích sự ổn định, không dám mạo hiểm. Đấy. Nhưng có những cái nỗi đau mà Viết Anh thấy ở cái nhóm này là gì? Thứ nhất là họ thích cái sự ổn định. Nhưng mà trên đời này nó không tồn tại một cái thứ người ta gọi là ổn định. Cái minh chứng mà ở đây tất cả chúng ta đều nhìn thấy đó là gì? Đó là dịch Covid. Nếu như tại thời điểm này mà anh chị nào đó mà vẫn còn được nhận lương, thì điều đó là cái sự may mắn của các anh chị. Còn nếu như anh chị nào đi làm mà không còn được nhận lương mà đúng như cam kết hoặc là bị giảm lương, thì điều đó là gì ạ? Nó đã mất đi cái sự ổn định, đúng không anh chị? Và cái thứ hai nữa là những cái nhóm người làm công này là họ rất mong muốn có được nhiều thứ. Nhưng mà những cái thứ mà họ mong muốn đó là phải có sự mạo hiểm mới có được. Nhưng họ không dám mạo hiểm thì tất cả mọi thứ đó nó sẽ không bao giờ có với họ được. Thì đó chính là cái góc phần tư thứ nhất. Cái góc phần tư thứ hai ấy, đó là tự làm chủ. Đó là gì? Họ bỏ công sức, thời gian và tiền bạc ra để kiếm tiền cho họ. Thì sau một quá trình trải nghiệm ở làm công, họ tích lũy được gì ạ? Kinh nghiệm, tiền bạc và thậm chí là mối quan hệ của ông chủ. Sau đó họ tách ra bên ngoài để tự kinh doanh. Thì cái đặc thù ở cái nhóm này là họ rất giỏi về chuyên môn. Chính vì vậy mà cái việc gì cũng đến tay họ, các anh chị ạ. Nên họ càng mở rộng quy mô thì họ càng bận. Nhưng Viết Anh cũng nhìn thấy một hai cái nỗi đau ở trong cái nhóm tự làm chủ là gì? Cái thứ nhất là cái sự cạnh tranh vô cùng là khốc liệt. Theo một cái thống kê gần đây nhất mà Viết Anh biết là gì ạ? 100 doanh nghiệp mở ra thì đến 95% là phá sản trong năm đầu tiên. Và 95% trong cái 5% còn lại là không có khả năng sinh nhật lần thứ ba. Nó vô cùng khắc nghiệt là như vậy đấy anh chị. Và cái nỗi đau thứ hai mà Viết Anh hay trêu với tất cả mọi người đó là gì ạ? Thực chất là chúng ta đang có một cái danh làm chủ nhưng vô hình dung lại đang đi làm thuê cho người khác. Vì sao Viết Anh lại nói như thế? Thứ nhất là khi mà các anh chị đi kinh doanh, việc đầu tiên là các anh chị sẽ phải cần vốn và các anh chị sẽ phải đến ngân hàng để vay. Thì cái việc đầu tiên ấy là các anh chị sẽ gì ạ? Sẽ làm thuê cho ngân hàng. Sau đó các anh chị vận hành kinh doanh xong, các anh chị trả lương cho nhân viên. Họ tích lũy, họ lại mang ra ngân hàng gửi. Và khi mà các anh chị mở rộng quy mô ra, các anh chị lại tiếp tục phải ra ngân hàng để các anh chị vay. Thì vô hình dung các anh chị lại đang làm thuê cho chính nhân viên của mình. Và có một cái sự thật đau buồn là gì ạ? Nếu như nói về cái thời gian làm việc, nếu như nói về thời gian làm việc, có một cái nữa là nếu như nói về thời gian làm việc thì bản thân mình làm chủ nhưng mình lại làm việc nhiều hơn nhân viên. Nhưng mà cái người không được nhận không được nhận lương nhiều nhất lại chính là chính mình. Đó. Nên là Viết Anh đã từng là hơn 2 năm vận hành trong vấn đề là tự kinh doanh này, Viết Anh rất thấu hiểu về vấn đề này. Đó. Cái nhóm thứ ba đó là gì ạ? Chủ doanh nghiệp và chủ hệ thống. Nếu như các anh chị đang có là gì ạ? Từ 500 nhân viên trở lên, hoặc là các anh chị đang có một cái doanh nghiệp, đang có một cái hệ thống làm việc tự động mà các anh chị không cần có mặt, nó vẫn làm việc bình thường, thì các anh chị sẽ được liệt kê vào nhóm thứ ba này. Và cái đặc thù của cái nhóm thứ ba này là họ rất giỏi về mượn lực. Họ dùng thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí là mối quan hệ của người khác để làm việc cho họ.
Nhưng để làm được một ông chủ ở cái ô thứ ba này, Việt Anh thấy rằng nó cũng không phải đơn giản. Thực sự nếu như các anh chị đang muốn ở ô thứ ba này hoặc là đang ở ô thứ ba này thì bắt buộc các anh chị phải có được 5 cái yếu tố để các anh chị có thể vận hành cái doanh nghiệp của mình tốt nhất. Yếu tố thứ nhất là bắt buộc các anh chị phải có trình độ quản lý về nguồn nhân lực, quản trị về dòng tiền. Cái thứ hai là các anh chị phải có một cái sản phẩm tốt, cạnh tranh và quy mô lớn. Đó. Yếu tố thứ ba là gì ạ? Khi các anh chị có được sản phẩm tốt rồi, bắt buộc các anh chị phải làm sao marketing thật tốt để cái sản phẩm đó nó mới đến tay được người tiêu dùng. Cái yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ tư là gì ạ? Khi mà các anh chị có được cái có sản phẩm đến tay người tiêu dùng rồi thì cái vấn đề các anh chị là gì ạ? Có khách hàng rồi, các anh chị lại có thêm một cái bộ phận nữa là gì ạ? Bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì khi mà các anh chị có bộ phận chăm sóc khách hàng thì các anh chị sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận cũng như là cái doanh số lớn. Tại vì Việt Anh đã từng học một khóa học và thầy Brian Singer có nói với anh là gì? Một khách hàng cũ thì bằng 6 khách hàng mới. Nên khi các anh chị tập trung vào khách hàng cũ sẽ tạo ra cái doanh số lớn nhất các anh chị. Và cái yếu tố thứ năm là gì? Nếu như các anh chị muốn cái doanh nghiệp các anh chị mở rộng ra và nó hoàn toàn tự động hóa thì bắt buộc các anh chị phải có một khâu đào tạo thật tốt. Thì năm cái yếu tố này nó người ta gọi là bánh xe doanh nghiệp. Nếu như các anh chị vận hành doanh nghiệp mà thiếu đi bất kỳ một cái yếu tố nào thì cái doanh nghiệp của anh chị chắc chắn là sẽ gặp vô cùng khó khăn. Nhưng mà cái nỗi đau của cái nhóm này là gì? Nó cũng cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt các anh chị ạ. Cho dù các anh chị đang thành công vượt bậc trong lĩnh vực của anh chị, nhưng các anh chị vẫn có một ngày nào đó phá sản hoặc bị lụi tàn là chuyện đương nhiên. Và cái minh chứng ở đây là gì? Ví dụ như là Samsung hoặc Nokia, nó là một trong những đế chế về điện thoại di động. Nhưng đến tại thời điểm này thì nó vẫn không có mặt trên thị trường nữa, đúng không anh chị? Đấy là ô thứ ba. Ô thứ tư đó là những nhà đầu tư. Họ dùng tiền để làm việc cho mình. Ví dụ như là họ đầu tư vào đâu? Bất động sản này, đầu tư vào chứng khoán, vào doanh nghiệp này, đầu tư vào vàng bạc nông sản này, hoặc là cái thị trường gần đây mới nổi nhất đó là gì ạ? Đó là tiền mã hóa, tiền điện tử. Thì cái đặc thù của nhóm này là họ rất giỏi dùng tiền để làm việc cho họ, tạo ra lợi nhuận cho họ. Và theo Robert Kiyosaki thì những người bên trái kim tứ đồ ấy là những người làm việc chăm chỉ nhưng mà lại tạo ra nguồn thu nhập thấp, hay còn gọi là những người nghèo. Còn những người bên phải kim tứ đồ là những người làm việc thông minh và tạo ra rất nhiều tiền, hay còn gọi là những người giàu. Và theo ông thì những người bên trái kim tứ đồ này mà muốn trở nên giàu có thì chỉ có một cách duy nhất, đó là học cách kiếm tiền của những người bên phải kim tứ đồ. Vậy thì khi nãy Việt Anh có phân tích với anh chị là bên phải kim tứ đồ đó là có một là làm chủ, hai là nhà đầu tư. Thì cái ô thứ ba ấy, làm chủ doanh nghiệp, làm chủ hệ thống. Nếu như các anh chị định vị làm chủ thì cái tỷ lệ thành công là có nhưng vô cùng thấp. Nhưng thậm chí các anh chị mất 10, 15 năm, thậm chí là 20 năm thì mới xây dựng ra cho mình được một doanh nghiệp thành công. Nhưng thành công rồi nó vẫn có rủi ro của sự thất bại, giống như nãy Việt Anh phân tích. Nhưng OD thì sao? Chỉ cần các anh chị có được hai yếu tố. Thứ nhất là các anh chị có nguồn vốn. Thứ hai là các anh chị có kiến thức về đầu tư, là các anh chị có thể tham gia vào lĩnh vực đầu tư rồi. Bởi vì cái công thức của người của nhà đầu tư họ chỉ đơn giản là kiếm tiền, giữ tiền và dùng tiền để tạo ra tiền. Vậy thì thông qua cái kim tứ đồ này thì chúng ta thấy là một điều rằng gì? Nếu như chúng ta muốn trở nên giàu có thì bắt buộc chúng ta phải định vị chúng ta là nhà đầu tư. Vậy thì Việt Anh vừa nói là gì? Để trở thành nhà đầu tư, việc đầu tiên là chúng ta phải có nguồn vốn, hay còn gọi là có tiền. Đúng không ạ? Thì có một quyển sách mà Việt Anh đã vô tình đọc được, đó là Người giàu có nhất thành Babylon. Trong quyển sách đó nó có một cái công thức mà đã giúp cho một người thợ khắc chữ trở nên giàu có nhất cái thành đó. Đó là gì ạ? Họ chỉ cần trích ra 10% trên thu nhập hàng tháng và dùng cái số tiền đó mang đi đầu tư. Vậy thì nếu như trong Zoom ngày hôm nay, nếu như các anh chị nào đó đang làm công ăn lương, hay là đang là tự làm chủ, hay là đang là chủ doanh nghiệp, thì các anh chị hãy làm thật tốt cái công việc của mình, tạo ra thật nhiều tiền. Sau đó các anh chị tích lũy 10-20%, sau đó dịch chuyển số tiền đó sang lĩnh vực đầu tư. Nếu như các anh chị cứ làm đều đặn, đúng đủ đều như vậy, thì chắc chắn cái sự thịnh vượng của anh chị nó sẽ có. Và qua cái sự quan sát của Việt Anh thì tất cả đa số các anh chị là khi bước vào lĩnh vực đầu tư thì thông thường là mất tiền. Thì Việt Anh nhận thấy nó nằm ở điểm là như này. Khi mà các anh chị bước vào lĩnh vực đầu tư ấy,
thông thường là trong đầu chúng ta nghĩ là rất là màu hồng. Và thông thường nữa là chúng ta hay tập trung vào lợi nhuận. Khi mà các anh chị đi đầu tư mà tập trung quá nhiều vào lợi nhuận mà không nghĩ đến vấn đề là bảo toàn vốn, thì khi như đó các anh chị sẽ bị lợi nhuận nó sắt mũi. Khi mà lợi nhuận nó sắt mũi thì các anh chị bị mất tiền là chuyện đương nhiên. Đó, bởi vì đầu tư ấy, nó cũng giống ví như là một canh bạc các anh chị ạ. Nếu như chúng ta đầu tư mà không có kiến thức thì nó không khác gì chúng ta đánh bạc. Nhưng nếu như chúng ta đánh bạc mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta lại là những nhà đầu tư thông minh. Vậy thì cái kiến thức ở đây với anh muốn nói ở đây nó chính là gì? Đó là những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn một thương vụ đầu tư. Giống như các anh chị đi mua sắm, đi mua quần áo hay giày dép cũng vậy. Các anh chị cũng phải có một tiêu chí nào đó để lựa chọn cho mình những cái bộ đồ phù hợp. Ví dụ như là màu sắc, thứ hai là kích cỡ hoặc là giá tiền. Vậy thì trong đầu tư cũng vậy, các anh chị cũng phải có những cái tiêu chí để lựa chọn đầu tư. Nếu như các anh chị không có tiêu chí thì cũng giống như các anh chị mua bừa một cái áo về mặc. Một là không thích cái màu đấy, hai là gì, nó không vừa. Đó. Và cũng qua quá trình mà Việt Anh trải nghiệm trong lĩnh vực đầu tư thì Việt Anh cũng nhộn ngộ ra một điều là gì? Ngày xưa Việt Anh nghe một cái từ là tiền đẻ ra tiền, nhưng bản chất thì Việt Anh trải nghiệm Việt Anh thấy là tiền nó không biết đẻ ra tiền các anh chị ạ. Tiền nó phải do con người vận hành tạo ra tiền. Mà cái vận hành ở đây ấy, nó phải thông qua một cái hoạt động kinh doanh nào đó. Mà cái hoạt động kinh doanh đó ở cái nơi đó ấy, cái sản phẩm, cái công nghệ đó nó phải có ích cho xã hội. Khi nó có ích cho xã hội thì sao? Cái dòng tiền nó mới được lưu thông. Đấy. Và Việt Anh thấy rằng chỉ đầu tư vào những thứ nó có giá trị, ví dụ như đầu tư vào doanh nghiệp, thì nó mới giúp cho những cái khoản đầu tư của anh chị là bình an và tăng trưởng trong tương lai được. Bởi vì sao ạ? Doanh nghiệp thì nó có công ty thật, sản phẩm thật, kinh doanh thật thì nó mới có dòng tiền để nó trả cho các anh chị. Đó. Nên đầu tư vào doanh nghiệp là đầu tư hoàn toàn là đúng đắn. Bởi vì sao ạ? Chúng ta không có khả năng để tạo ra một doanh nghiệp thành công, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội để sở hữu một cái doanh nghiệp thành công thông qua vấn đề là góp vốn, nắm giữ cổ phần của cái tập đoàn đó. Đó. Và trong cái lĩnh vực đầu tư ấy thì nó có hai cái khái niệm mà Việt Anh nghĩ rằng tất cả các anh chị muốn bước chân vào lĩnh vực đầu tư thì cần phải hiểu nó. Đó chính là lãi suất vốn và dòng tiền. Lãi suất vốn là như nào? Nếu như các anh chị cứ tưởng tượng các anh chị bỏ ra 1 tỷ, các anh chị mua một miếng đất, sau đó các anh chị bán đi 2 tỷ, các anh chị lãi 1 tỷ, thì cái 1 tỷ đó, lãi đó, nó chính là lãi suất trên vốn. Còn dòng tiền là gì? Dòng tiền ấy, cũng là cái miếng đất 1 tỷ đó, các anh chị không bán đi. Các anh chị tiếp tục là gì ạ? Đầu tư thêm 1 tỷ nữa để xây khách sạn và sau đó các anh chị cho thuê. Và khi các anh chị cho thuê, mỗi tháng nó đem về dòng tiền là 100 triệu một tháng. Thì đó người ta gọi là dòng tiền. Mà các anh chị cũng biết là gì ạ? Muốn trở nên giàu có, tự do về tài chính, tự do về thời gian thì bắt buộc là các anh chị phải có dòng tiền. Vậy thì nếu như đầu tư vào doanh nghiệp, các anh chị sẽ có dòng tiền thứ nhất là đến từ giá trị về cổ tức. Đó là lợi nhuận khi công ty kinh doanh đem về. Và cái lợi tức này là năm nào các anh chị cũng nhận được và nhận cả đời khi mà công ty vẫn còn hoạt động. Và thậm chí là khi mà công ty còn hoạt động mà anh chị không còn tồn tại thì cái dòng tiền đó nó vẫn chảy đều đặn trong các thế hệ sau của anh chị. Và cái lãi suất vốn nó đến từ cái cổ phần các anh chị nắm giữ, nó gia tăng theo cái vốn hóa của công ty. Nó theo cái vấn đề là phát triển công ty trong tương lai. Thì khi mà đầu tư vào doanh nghiệp, các anh chị có cả lãi suất vốn và cả dòng tiền. Nên đầu tư vào doanh nghiệp là đầu tư hoàn toàn rất là thông minh. Nên các anh chị cùng comment xuống là gì? Đầu tư vào doanh nghiệp là đầu tư hoàn toàn thông minh. Đó. Vậy thì Việt Anh có chia sẻ với tất cả anh chị đó là gì? Đầu tư vào doanh nghiệp là đầu tư hoàn toàn thông minh. Vậy thì những cái tiêu chí nào để lựa chọn một doanh nghiệp đầu tư? Đúng không ạ? Thì Việt Anh sẽ bật mí với các anh chị một vài cái tiêu chí để các anh chị có thể lựa chọn cho mình một cái doanh nghiệp. Và thậm chí là những cái dự án ở ngoài kia, các anh chị cứ dựa vào những cái tiêu chí này, Việt Anh tin rằng là các anh chị hoàn toàn tin tưởng để mà lựa chọn nó. Cái thứ nhất là về sản phẩm, về công nghệ. Sản phẩm nó chính là diện, nó chính là cái linh hồn của một doanh nghiệp. Sản phẩm phải tốt, nó phải đáp ứng được nhu cầu thị trường thì kinh doanh nó mới thuận lợi và công ty nó mới phát triển lên được. Nên cái yếu tố đầu tiên các anh chị phải để ý đó là cái sản phẩm công nghệ đó nó có ích cho xã hội hay không. Đó. Cái tiêu chí thứ hai đó là cái năng lực và tâm huyết của người sáng lập. Tại vì thành công hay thất bại là do con người này. Thì chúng ta phải để ý xem là chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về con người này, xem họ có đủ tài để họ có thể lãnh đạo và dẫn dắt cái doanh nghiệp đó trở nên thành công hay không. Đó.
cái yếu tố thứ ba ấy là khi chúng ta đi kinh doanh hay chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì đó, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Vậy thì cái công ty đó nó phải an toàn thì những nhà đầu tư như chúng ta mới có thể an toàn được. Vậy thì chúng ta phải xem là cái pháp lý nó có minh bạch rõ ràng hay không. Nếu mà nó mập mờ thì chúng ta không phải chơi, đúng không? Và qua những cái kinh nghiệm của Việt Anh thấy là gì ạ? Bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà phân gọi là phát hành cổ phần thì bắt buộc phải có một cái đơn vị tài chính độc lập đứng ra để kiểm soát và giám sát. Tại vì nếu như không có một đơn vị tài chính đứng ra giám sát thì họ thích phát hành bao nhiêu họ phát hành, thì cái điều đó là gì? Nó chỉ có lợi cho công ty chứ không có lợi cho nhà đầu tư. Đó. Cái yếu tố tiếp theo mà Việt Anh muốn chia sẻ với anh chị đó là gì ạ? Những cái thành tựu và tiềm năng thương mại mà cái công ty đó đạt được, đó chính là những cái minh chứng là gì? Nói được làm được, chứ mình không nghe bất kỳ miệng ai cả, anh chị nhé. Và cái yếu tố tiếp theo nó chính là cái quyền lợi khi chúng ta đầu tư. Đó. Thì đây nó chính là 5 cái tiêu chí để các anh chị có thể lựa chọn bất kỳ một cái doanh nghiệp nào các anh chị đầu tư. Và khi mà các anh chị đã nắm rõ được 5 cái yếu tố này thì anh tin là các anh chị tự tin có thể lựa chọn bất kỳ một cái doanh nghiệp cũng là một thương vụ nào để đầu tư. Và hôm nay thì Việt Anh xin phép được chia sẻ với các anh chị một cái cơ hội đầu tư mà với cá nhân Việt Anh đánh giá là tốt nhất hiện nay. Đó là đầu tư vào công nghệ giao thông, Skyway. Vậy thì Skyway là gì? Tiềm năng công nghệ như thế nào? Thì mời tất cả các anh chị chúng ta xem qua một cái đoạn video này. Mời tất cả các anh chị. Giao thông luôn được xem là đề tài nóng hổi của toàn nhân loại, là một ngành sản xuất đặc biệt và trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng vật chất trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Song song với giá trị mà ngành giao thông mang lại cho xã hội lại là những vấn nạn giao thông nhức nhối mà toàn thế giới đang phải đối mặt từng ngày, đó là tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Giải quyết những vấn nạn mà ngành giao thông gây ra luôn là bài toán khó, khiến cho chính phủ các quốc gia trên thế giới luôn phải đau đầu mà chưa có lời giải đáp. Tắc đường, sát thủ âm thầm bóp nghẹt nền kinh tế. Dễ dàng nhận thấy một đặc điểm chung có thể bắt gặp ở mọi quốc gia trên thế giới, đó là khuôn mặt chán trường ngồi bất lực trước vô lăng vì bị kẹt cứng trong hàng dài xe cộ không thể nhúc nhích do tắc đường. Thiệt hại kinh tế do tắc đường gây ra lên đến hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Riêng tại Mỹ, tính đến năm 2018, ùn tắc giao thông gây thiệt hại cho quốc gia này 256 tỷ đô la. Tức là trung bình mỗi người dân ở đây mất tới 6.000 đô la chi trả cho nạn ùn tắc giao thông mỗi năm. 2/3 trong số này là kết quả của việc lãng phí năng lượng và thời gian, phần còn lại là do tăng chi phí sản xuất. Những con số khiến cho nhiều người phải giật mình. Tai nạn giao thông, vấn đề được xem là quốc nạn. Không bom đạn, không súng ống, nhưng những con số người chết do tai nạn giao thông gây ra mỗi năm lớn hơn số người thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến tranh tàn khốc của bất kể một quốc gia nào trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có đến 50 triệu người thương vong do tai nạn giao thông gây ra. Trong đó có 1 triệu 450.000 người chết và hơn 30 triệu người chịu thương tật vĩnh viễn. Tai nạn giao thông gây thiệt hại đáng kể về nền kinh tế cho các cá nhân, gia đình và các quốc gia nói chung. Hầu hết các quốc gia mất đi 3% tổng sản phẩm quốc nội do tai nạn giao thông gây ra mỗi năm. Ô nhiễm môi trường, cơn ác mộng của toàn thế giới. Những con số thiệt hại mà ngành giao thông gây ra ở trên vẫn còn chưa tính đến cái giá phải trả cho lượng khí thải carbon dioxide mà các phương tiện thải ra cho môi trường. Tổng cộng, các phương tiện giao thông đã thải ra hơn 25.000 tấn khí CO2 không cần thiết mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hàng năm thế giới tốn thêm hơn 500 triệu đô la Mỹ. Và hãy thử hình dung nếu như con người hấp thụ hết số carbon dioxide này thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến như thế nào. Và để khắc phục những vấn đề nhức nhối mà ngành giao thông vận tải gây ra, chính phủ các quốc gia đã sử dụng nhiều biện pháp xử lý cũng như chi hàng bội tiền nhằm phần nào giảm đi những thiệt hại, nhưng xem ra cũng chỉ như muối bỏ biển. Và nếu như có một loại phương tiện sinh ra giúp giải quyết được tất cả những vấn nạn trên thì tiềm năng phát triển của nó là vô cùng mạnh mẽ. Đó
chỉ có thể là Skyway. Công nghệ giao thông Skyway được thiết kế đặc biệt với đường ray treo trên cao và các con tàu di chuyển bằng bánh xe thép liên kết với cấu trúc đường ray đó. Với kết cấu thanh mảnh nhỏ gọn, Skyway hoàn toàn có thể đặt được ở trong các tuyến phố nhỏ, nơi mà nạn ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Mọi di chuyển của con tàu Skyway đều không liên quan đến mặt đất, nên giảm thiểu đáng kể lưu lượng tham gia giao thông đường bộ. Tốc độ của công nghệ này có thể đạt đến 150 km/h trong nội thành và 500 km/h ở ngoại thành. Với ưu điểm này, Skyway gần như giải quyết triệt để nạn ùn tắc giao thông. Con tàu của Skyway với đặc thù hoạt động chủ yếu trên các đường ray treo trên cao nhờ các cột chống đỡ, khoảng cách từ 10 đến 15 mét so với mặt đất và hoàn toàn không va chạm với bất kể phương tiện giao thông đường bộ nào. Đặc biệt, Skyway là công nghệ tự động hóa và không người lái. Như vậy, sẽ loại bỏ hoàn toàn các yếu tố chủ quan đáng tiếc do con người điều khiển giao thông gây ra như sử dụng rượu bia, chất kích thích, buồn ngủ hay là mất tập trung. Điều này cho thấy Skyway đạt độ an toàn cao khi hoạt động và loại bỏ được vấn đề tai nạn giao thông. Một trong những yếu tố được đánh giá cao nhất ở công nghệ Skyway là thân thiện với môi trường. Công nghệ Skyway hoàn toàn sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Mỗi trạm dừng nghỉ chính là một trạm thu và truyền tải điện năng. Như vậy, Skyway đang đáp ứng đúng nhu cầu mà cả thế giới đang hướng tới, đó là tìm kiếm nguồn năng lượng sạch. Hàng loạt các trang báo lớn trên thế giới đăng tải thông tin, châu Âu đang tiến tới xóa bỏ động cơ đốt trong, tương lai nào cho các hãng xe hơi truyền thống. Đức sẽ cấm sản xuất xe hơi chạy động cơ đốt trong. Anh sẽ cấm bán các loại ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Thật vậy, vì nếu như nguồn tài nguyên dầu mỏ đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, lượng khí thải sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu đang dần hủy hoại môi trường sống của con người và các sinh vật trên thế giới, thì việc hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân là vô cùng cần thiết. Ngoài những ưu điểm nêu trên, công nghệ Skyway còn có các tính năng vượt trội khác như có thể chạy trên mọi địa hình. Với những quốc gia thường xuyên có tuyết vào mùa đông, có những nơi tuyết dày hàng vài mét khiến cho giao thông gần như đóng băng. Đường ray của Skyway nằm cách biệt với mặt đất và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tự nhiên này, nên việc di chuyển bằng tàu Skyway vẫn diễn ra một cách dễ dàng và thuận tiện. Hay với những quốc gia có nhiều đảo như Thụy Điển, Indonesia hoặc thường xuyên xảy ra lũ lụt như Việt Nam, thì việc di chuyển bằng các con tàu Skyway sẽ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bão cát thường được xem là nỗi kinh hoàng của các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông. Mỗi trận bão cát đi qua gần như xóa sạch dấu vết của một con đường. Giao thông tê liệt khiến cho người dân và chính phủ các quốc gia này luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Và tất nhiên, Skyway sẽ là giải pháp tối ưu khi di chuyển qua các vùng sa mạc. Như vậy, đủ để nhìn thấy tiềm năng mà Skyway sẽ mang lại cho ngành giao thông thế giới là vô cùng to lớn. Một câu nói kinh điển của tỷ phú Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo đó là: nếu bạn biết dòng tiền trên thế giới đang chảy về đâu, bạn hãy đi theo nó. Đó là cách tốt nhất để giúp bạn trở nên giàu có. Công nghệ Skyway sẽ là tương lai của ngành giao thông thế giới. Đầu tư vào công nghệ Skyway chính là bạn đang đầu tư vào một tầm nhìn lớn. Chúc các bạn thành công! Vừa rồi là video giới thiệu thứ nhất là về công nghệ cũng như là cái tiềm năng công nghệ của Skyway. Thì Viết Anh xin phép được chia sẻ lại, tóm lược lại một vài ý ở trong cái video vừa rồi. Thì Skyway là gì? Skyway nó chính là một cái giải pháp về giao thông. Bên cạnh đó thì đây cũng là một công trình khoa học nghiên cứu của một kỹ sư người Nga là ông Anatoly Zhunitskiy. Ông đã nghiên cứu và phát triển là 40 năm. Thì cái tiềm năng công nghệ này nó bao gồm cái gì? Thứ nhất là nó có thể xây dựng được trên mọi địa hình. Nếu như các anh chị nhìn vào cái tấm ảnh phía bên phải góc bên dưới, các anh chị sẽ thấy là từ đồng bằng đến miền núi, hay là gì ạ, từ đầm lầy đến sa mạc, thậm chí là băng vĩnh cửu, nó đều có thể xây dựng được. Đấy chính là cái ưu điểm đầu tiên, nó có thể xây dựng được trên mọi địa hình. Còn nếu như với những cái loại hình vận tải khác thì để xây những con đường như thế này để vô cùng khó. Đặc biệt là ví dụ như khu vực, ví dụ như là ở Nga hay là ở Nhật Bản, thì mỗi lần mùa đông đến thì gần như là tê liệt luôn các con đường. Hoặc là khu vực Trung Đông họ có rất nhiều sa mạc, nên mỗi lần các cái trận bão cát ấy, thì tất cả con đường là nó đều bị đóng băng. Nên cái giải pháp giao thông của chúng ta ấy, nó sẽ đem lại một cái luồng gió mới cũng như giải pháp cho tất cả khu vực này. Cái tiếp theo là cái chi phí xây dựng.
là 5 triệu đô trên một km, nó vô cùng rẻ các anh chị ạ. Ví dụ như là cái tàu điện ngầm, cái bức ảnh ở phía bên dưới của bức ảnh đấy, à của màn hình đấy ạ. Tàu điện ngầm của Dubai nó cũng đã mất là 120 triệu đô trên một km. Hay là cái con tàu treo ở Nhật Bản như này nó cũng mất là bao nhiêu? 180 triệu đô trên một km. Trong khi đó gì ạ? Con tàu Skyway chỉ mất có 5 triệu đô. Và cái điều đặc biệt các anh chị nhìn thấy là gì ạ? Ở Dubai con tàu này nó chỉ chạy ở phía bên mặt, bề mặt. Còn ở Nhật thì nó có thể treo là chạy ở phía bên dưới. Nhưng con tàu Skyway có thể chạy được cả bề mặt trên và cả bề mặt dưới. Đấy, đó là cái vô cùng đặc biệt của cái cấu trúc đường ray của chúng ta và cái con tàu của chúng ta. Và với cái chi phí 5 triệu như thế này thì vô cùng rẻ. Đúng không ạ? Nếu như có một cái loại hình vận tải mà nó giải quyết được các cái vấn nạn giao thông hiện tại mà rẻ như vậy thì chắc chắn nó sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường rất lớn. Cái thứ ba là về độ an toàn. Thì tất cả các con tàu Skyway là nó chạy cách mặt đất từ 15 đến 20 mét. Nó không va chạm với bất kỳ một loại vận tải nào. Nên nó sẽ không gây ra cái vấn đề là tai nạn giao thông. Và cái điều đặc biệt là các con tàu của Skyway là chạy hoàn toàn tự động hóa, tách biệt với yếu tố con người bằng cái trí tuệ nhân tạo. Và nó có khả năng phát hiện cái vật cản là trước hàng km. Nên nó giải quyết vấn đề là tai nạn tuyệt đối, các anh chị ạ. Yếu tố tiếp theo là về tốc độ. Tốc độ trong nội thành thì nó đạt 150 km/h. Còn đối với ngoại thành là 500 km/h, nó rất là nhanh. Đó. Cái tiếp theo là nó thân thiện với môi trường. Các con tàu Skyway là chúng ta đang chạy bằng năng lượng tái tạo, năng lượng điện, đang đi đúng với xu thế của thế giới. Mà các anh chị cũng biết là năng lượng điện là năng lượng vĩnh cửu. Chạy bằng năng lượng điện thì sao ạ? Nó sẽ đáp ứng được cái vấn đề là theo thời gian nó không phụ thuộc vào bất kỳ một cái ông nào gọi là tạo ra cái nhiên liệu cả. Giống như bản chất ví dụ trước đây là dầu mỏ thì phụ thuộc vào khu vực Trung Đông chẳng hạn. Ví dụ như là đất hiếm bây giờ mà ví dụ các cái con xe ô tô mà chạy bằng điện ấy, là để tạo ra con pin ấy, thì nó phải cần đất hiếm. Mà những cái đất hiếm đa số nằm ở Trung Quốc. Vậy thì nếu như chúng ta đang sản xuất một cái gì đó mà nó bị phụ thuộc vào một bên đối tác thứ ba ấy, thì nó cũng vô cùng nguy hiểm cho cái vấn đề phát triển của chúng ta. Nhưng mà con tàu của chúng ta là được phát và được tiếp điện trực tiếp trên cái thanh dây này và nó trực tiếp vào trong xe luôn. Đấy, nó rất là hiệu quả. Và bảo vệ thiên nhiên thì những cái nơi mà con tàu sẽ quay đi qua ấy, thì cái thảm thực vật thì nó hoàn toàn là còn nguyên vẹn, nó không bị phá những con đường khác. Giống như các anh chị để ý là bên này, ví dụ cái bức ảnh phía bên phải này, các anh chị nhìn thấy là con tàu đi qua bên dưới nó vẫn cấy cày bình thường. Đấy, bởi vì sao ạ? Nó chỉ dạo 1 km, nó chỉ tốn có 100 m² đất thôi. Nên chi phí xây dựng của nó cũng rẻ là như vậy, các anh chị ạ. Các cái loại hình vận tải hiện nay của Skyway, thứ nhất là vận tải hành khách đô thị, thì cái tốc độ mà nó đạt được là gì ạ? 150 km/h, và nó có thể vận chuyển là 50.000 người trên một giờ, rất là nhanh và đáp ứng được cái lưu lượng giao thông rất là lớn. Còn đối với loại cao tốc liên tỉnh thì chúng ta có một cái là vận tốc là 500 km/h và hiệu suất là đạt là 500.000 lượt khách một ngày. Thì Việt Anh đánh giá rằng tương lai cái sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được cái lưu lượng giao thông rất lớn. Tại vì sao ạ? Cái chi phí xây dựng nó rẻ và đồng nghĩa là đi lại nó cũng rẻ. Tại vì các anh chị biết là đi máy bay hay là tất cả những loại hình vận tải khác, thứ nhất là nó đòi hỏi là phải đủ số lượng người nó mới chạy được, và thứ hai là nó rất là tốn kém. Mà các anh chị biết là cái khí đốt thì càng ngày nó càng khan hiếm, thì chắc chắn là cái giá vận chuyển sẽ càng ngày càng cao lên. Nhưng mà với con tàu của chúng ta này, ví dụ định lượng từ Hà Nội vào Sài Gòn, nó chỉ mất tầm khoảng 10 đô thì anh chị rất rẻ. Đó. Cái tiếp theo đó là vận tải về hàng hóa. Thứ nhất là chúng ta có một cái dạng container. Thì các anh chị nhìn là cái cấu trúc dàn như này nhìn nó rất là mảnh, nhưng mà lại chịu tải trọng rất là lớn. Tại vì mỗi con tàu của Skyway như này tầm khoảng là 50 tấn, mà nó có thể chạy hàng dài trên cái cấu trúc đường ray này như này. Đó. Và tiếp theo là một cái dạng container dạng treo thì nó cũng đạt được cái tốc độ là 120 km/h. Và hiện tại ở trung tâm thử nghiệm Saria ấy, là chúng ta đang thử nghiệm cái container dạng treo như này. Thì trên này các anh chị sẽ thấy có một cái thông điệp, đó là gì ạ? 100 tấn 1 km chúng ta chỉ có tốn kém có 1 đô thôi. Đó, rất rẻ các anh chị ạ. Nếu như các anh chị nào đang làm cho cái ngành vận tải hoặc là đang làm trong cái lĩnh vực logistics, cái đấy rằng đây ấy, là vô cùng rẻ. Các anh đánh giá rằng tương lai đây là một cái giải pháp rất tốt trong vấn đề lưu chuyển hàng hóa. Tại vì sao ạ?
cái cước vận chuyển cao thì đồng nghĩa giá cả nó tăng lên, mà giá cả tăng lên nó ảnh hưởng rất nhiều nền kinh tế của mỗi đất nước đó. Và đây cũng là một cái dạng vận tải hàng hóa dành cho chất lỏng và hàng hóa rời. Và đây là một cái dây chuyền bốc xếp tự động. Tất cả những con tàu của Segway là diện tự động hóa không người lái và chạy bằng năng lượng điện, các anh chị nhé. Cái yếu tố tiếp theo mà Việt Anh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị khi lựa chọn bất kỳ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là Segway, đó là gì ạ? Người sáng lập ra Segway là ai? Thì trên màn hình các anh chị đó chính là ngài Anatoly Junicki. Đây là một người mà Việt Anh vô cùng ngưỡng mộ. Ông ấy đã dành 40 năm cuộc đời để xây dựng và phát triển công nghệ này lên. Đó. Và hiện tại ông là nhà thiết kế chung của Segway, là lãnh đạo của hai dự án Liên Hợp Quốc. Thì các anh chị cũng phải biết là một người phải có tài năng như thế nào mới có thể đứng đầu được hai dự án Liên Hợp Quốc, đúng không ạ? Và ông hiện tại cũng là tác giả của hơn 200 phát minh, tác giả của hơn 20 sách chuyên khảo và 200 bài báo khoa học. Thì ông Junicki có một cái trang web riêng từ năm 1977 đến bây giờ, có rất nhiều tư liệu và tài liệu về ông. Thì nếu như các anh chị muốn tìm hiểu sâu về nhà sáng lập của Segway thì các anh chị có thể tiếp cận trong cái web riêng của ông để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Và trên đây là một số hình ảnh ở các cái hội thảo quốc tế năm 1999 ở Sochi mà ông Junicki đã tham dự. Thì trên màn hình của anh chị ở bên góc phải bên dưới cùng ấy là một cái con tàu của Segway trước đây. Nhìn ngày xưa nó rất là sơ khai, đúng không anh chị? Nhưng đến bây giờ nó đã được phát triển rất là đẹp. Đấy, nên tất cả mọi thứ nó cần phải có một quá trình, nó giống như một em bé cũng phải cần là 9 tháng 10 ngày thì nó mới sinh ra được, đúng không anh chị? Đó. Nên là những cái mà nó cần thời gian càng tốt, càng lâu thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình mong muốn. Cái yếu tố tiếp theo mà Việt Anh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là cái tính pháp lý. Giống như nãy Việt Anh nói, bất kỳ một doanh nghiệp nào đi phát hành cổ phần thì bắt buộc phải có một đơn vị độc lập để kiểm soát trong cái vấn đề đó. Nếu như không có đơn vị tài chính độc lập đứng ra giám sát thì nó sẽ rất khó khăn cho cái vấn đề là biết được là số cổ phần phát hành là bao nhiêu, cái quyền lợi đảm bảo cho nhà đầu tư là như thế nào. Thì Segway là may mắn được là BVIFFC cấp phép và giám sát trong quá trình huy động vốn. Và đồng thời cái cơ quan này cũng là cơ quan bảo vệ quốc tế cho nhà đầu tư. Có nghĩa là xảy ra bất kỳ cái tranh chấp gì thì BVIFFC sẽ đứng ra để bảo vệ nhà đầu tư cho chúng ta. Đó. Vậy thì BVIFFC là một đơn vị như thế nào? BVIFFC được thành lập là tháng 12 năm 2001, là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin thuộc Anh. Cái mục đích của cái tổ chức này ấy là gì ạ? Họ để giám sát tội phạm hành tài chính và ngăn chặn lợi dụng thị trường. Đó. Thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm về BVIFC thông qua cái website của BVIFC. Đó. Đó là gì ạ? BVIFC.vg. Một cái yếu tố tiếp theo mà rất quan trọng trong cái tính pháp lý của một doanh nghiệp, đặc biệt là Segway, đó là gì? Kiểm toán hàng năm. Bất kỳ một cái doanh nghiệp nào đi kinh doanh thì nó phải có liên quan đến kiểm toán. Tại vì chỉ có liên quan đến kiểm toán chúng ta mới biết được là cái hoạt động kinh doanh nó như thế nào, nó mới minh bạch, đúng không ạ? Thì Segway có một cái may mắn là gì? Từ năm 2015 đến nay thì năm nào cũng được là kiểm toán. Cái điều đặc biệt là năm 2019 thì Segway được kiểm toán quốc tế bởi một cái đơn vị đó là BDO. Thì khi mà được kiểm toán quốc tế như thế này thì đồng nghĩa là Segway cũng đã có được một tiêu chí để tham gia vào sàn chứng khoán quốc tế. Nếu như sau này có một cái doanh nghiệp nào nói rằng tôi muốn ở sàn quốc tế này, sàn quốc tế kia, thì các anh chị chỉ cần hỏi là đấy, báo cáo quốc tế đâu? Tại vì phải có báo cáo kiểm toán quốc tế thì mới lên được sàn quốc tế, các anh chị nhé. Đó. Thì cái đơn vị mà kiểm toán cho Segway đó chính là BDO. Thì BDO nó chính là một cái đơn vị kiểm toán độc lập và đứng thứ 6 toàn cầu. Thì hiện tại BDO đang có là gì ạ? Có mặt trên 167 quốc gia. Đấy, có 1.658 văn phòng trên khắp cả nước. Và cái điều đặc biệt là năm 2020 là gì ạ? Họ đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Thì đây chứng tỏ là gì ạ? Là một cái đơn vị kiểm toán vô cùng là uy tín, anh chị ạ. Và một cái yếu tố nữa mà thể hiện cái tính pháp lý của Segway đó là gì? Segway đã được cấp mã nhận dạng chứng khoán IC. Muốn lên trên sàn chứng khoán thì bắt buộc chúng ta cũng phải có cái mã định danh này. Và điều đặc biệt là muốn lên sàn chứng khoán quốc tế thì chúng ta phải có được cái mã IC. Đó, các anh chị ạ.
Và cái tổ chức ISIN này họ đã từng cấp cho gì ạ? Microsoft, Google, Apple hay là Facebook cũng như là Amazon. Thì chúng ta có được cái mã định danh này, điều đó chúng ta cũng đã đủ điều kiện để chúng ta lên trên sàn chứng khoán quốc tế. Đó là một điều rất là tuyệt vời đối với lại tính pháp lý của Segway. Vậy thì thời gian vừa qua Segway đã làm được những cái điều gì, đúng không anh chị? Để chuẩn bị cho thương mại hóa toàn cầu thì Segway cũng đã xây dựng cho mình được hai trung tâm chứng nhận. Cái trung tâm thứ nhất nằm ở Belarus với là 36 hectare và ở Sharia là 28 hectare. Và cái điều tuyệt vời là gì ạ? Cái trung tâm thử nghiệm thứ hai ở Sharia thì chúng ta hoàn toàn là được cấp miễn phí. Đó, các anh chị ạ. Hiện tại thì Segway đã xây dựng được 3 nhà máy ở Belarus, có 60 phòng thiết kế và cùng với đội ngũ là trên 800 kỹ sư. Và trên đây là hình ảnh tòa nhà làm việc của Segway rất là to và đẹp, đúng không anh chị? Phía bên dưới đây là chính là 3 nhà máy sản xuất. Thì với 3 nhà máy này là Segway đã hoàn toàn tự tin cái vấn đề thương mại hóa toàn cầu trong thời gian sắp tới. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng, đúng không anh chị? Trên màn hình của anh chị, đây chính là cái trung tâm thử nghiệm ở Belarus. Thì cái mục đích của cái trung tâm này đó là trình diễn và thử nghiệm trước khi thương mại hóa ra bên ngoài. Tại vì bất kỳ một cái sản phẩm nào đầu tiên là nó phải gì ạ? Nó phải sản xuất ra, sau đó thử nghiệm khi được chứng nhận thì tiếp tục người ta mới được ra bán ở bên ngoài. Thì Segway cũng cần phải như vậy các anh chị ạ. Và trên đây là hình ảnh những anh chị cổ đông Việt Nam đã sang thăm cái trung tâm thử nghiệm ở bên Belarus. Và trên màn hình của anh chị đây chính là bạn Triệu Tâm và đây là em Lợi các anh chị. Và trên màn hình của anh chị đây là ngài Anquasimi, là người cai trị Sharia và người đã quyết định là gì ạ? Đã cấp cho chúng ta 28 hectare ở cái trung tâm thử nghiệm của Sharia này. Và cái mục đích của cái trung tâm thử nghiệm này ấy, là để chứng nhận kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn cao nhất trong cái điều kiện nhiệt đới. Bởi vì sao? Ở khu vực ở bên Belarus thì chúng ta âm dương 30 độ là chúng ta đã được chứng nhận. Nhưng ở bên Sharia và khu vực Trung Đông ấy, thì nó rất là nóng, có thời điểm lên 60 độ. Và cái điều đặc biệt là trong cái không khí ấy, nó lại có muối biển, nên nó có cái hiện tượng là bào mòn. Chính vì vậy mà phía bên khu vực Sharia họ nói rằng là các bạn mang cái sản phẩm của các bạn sang bên này. Nếu như các bạn chinh phục và chứng nhận được ở đây thì tôi sẽ bao thầu toàn bộ khu vực Trung Đông của các bạn. Và hiện tại bây giờ chúng ta cũng đã có cái sản phẩm chứng nhận. Anh chị ạ. Và trên màn hình của anh chị đây chính là toàn bộ cái khu trung tâm thử nghiệm. Và đây chính là những cái trụ neo ở cái công trình xây dựng ở những thời điểm đầu tiên. Đấy. Và đây là cái container mà chúng ta đang trình diễn tại Sharia và sắp tới, thời gian gần đây nhất đã có công bố là thời gian gần đây sắp tới là chúng ta sẽ bàn giao cái loại hình vận tải này cho khu vực Sharia. Và hiện tại đây là một cái thương mại gọi là module thương mại đầu tiên, bạn gì ạ? Onika thì đã được chứng nhận và cấp phép cho người dân đi thử trong cái thời gian tháng 6 vừa rồi. Và đây là cũng là hình ảnh của một số anh chị cổ đông ở khu vực UAE. Thì cũng rất là may mắn là các anh chị cũng thường xuyên đến cái trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở đây để chụp lại những bức ảnh để gửi về Việt Nam để cho chúng ta làm cái tư liệu để chúng ta đỡ phải sang bên tận nơi để chúng ta chụp để lấy tư liệu. Và thời gian vừa qua thì có rất nhiều phái đoàn sang tham quan cái trung tâm thử nghiệm ở Belarus. Thì trong đó trên màn hình của anh chị đây chính là phái đoàn đến từ Mông Cổ. Và hiện tại thời gian vừa qua chúng ta cũng đã công bố rất nhiều các dự án mục tiêu. Và hiện tại phía tập đoàn đã công bố là gì ạ? Tất cả những cái mà hợp đồng chúng ta xây dựng tại thời điểm này chúng ta đã ký kết lên khoảng là 2.000 km. Đó. Và trên màn hình của anh chị đây là một cái hợp đồng nằm ở cảng khu Vác Khan. Nó có tổng chiều dài là 10,6 km. Đó. Và đây chính là ông Zola, là một chính trị viên người Peru, cũng là một cổ đông lớn của Segway. Và hiện tại ông đang chia sẻ cái dự án Segway trong đang chia sẻ cái công nghệ Segway đang trong cái dự án bất động sản của chính ông ấy. Và đây là ông Arman Modi, là giám đốc cái trung tâm thử nghiệm ở Sharia. Ông đang quảng bá cái hình ảnh cũng như cái công nghệ của Segway ra khắp thế giới. Thì cái thời gian vừa qua thì
thì phóng viên của Việt Nam cũng đã đến phỏng vấn ông Narendra Modi. Trên màn hình anh chị thì phía bên góc trái ông Anthony đang cầm một cái giải thưởng, đây là giải là Golden Chariot, nó là một cái giải thưởng được ví như là giải Oscar cho ngành vận tải các chị, nên có một cái giải thưởng này nó cũng vô cùng là giá trị. Còn phía bên phải đây là ngài Anquasimi, người cai trị Sharia, và phía bên dưới đây chính là Thái tử và Quốc vương Dubai đang đi trải nghiệm trên con tàu Unibail hai chỗ của Sailway. Thời gian vừa qua thì truyền thông quốc tế cũng như ở Việt Nam đưa rất nhiều bài báo về cái công nghệ của chúng ta. Đặc biệt là cái bài báo CNN của Mỹ đã đưa tin. Đó. Trung Quốc thì cũng đã đưa cái công nghệ của chúng ta, đã quảng bá công nghệ của Sailway. Ở Việt Nam thì có báo mới. Đó. Zing. Hay là VN Express cũng đã đưa tin. Mới mùng 9 tháng 7 năm 2021 vừa rồi xong luôn anh chị. Đó. Truyền thông quốc tế thì rất nhiều các cái trang tin đã đưa về cái công nghệ của Sailway. Và ở Việt Nam cũng vậy. Nó là một cái bão truyền thông các anh chị ạ. Và có một cái điều hoàn toàn lưu ý là gì ạ? Tất cả những cái bài báo này ấy, là chúng ta được quảng bá hoàn toàn là miễn phí các anh chị nhá. Đấy. Cái công nghệ hay ấy, cái công nghệ đi theo cái xu hướng mới ấy, nó lại có cái ưu điểm như vậy các anh chị ạ. Chứ nếu mà đi quảng bá như này thì cũng khá là tốn tiền đấy, nên cái đẳng cấp của Sailway nó chính nằm ở cái chỗ vấn đề là độc đáo lạ, nên chúng ta sẽ được quảng cáo một cách là miễn phí. Vậy thì phóng viên ở khu vực UAE họ đã đi trải nghiệm cái con tàu ở Sharia như thế nào thì mời tất cả các anh chị chúng ta xem qua một cái tư liệu. Chào mừng bạn đến với Khalei Time. Hôm nay chúng tôi đang ở Sharia. Bên phải của tôi là Đại học Sharia. Con đường đến dân Sharia gần sân bay quốc tế. Và hôm nay tôi đến để xem một công nghệ mang tính cách mạng Skypost. Đó chính là phương tiện của giao thông tương lai. Phương tiện giao thông của Sharia trong tương lai nhìn trông như thế nào? Lần đầu tiên, ứng dụng công nghệ động cơ điện tốc độ cao. Skypost này di chuyển quãng đường 2,4 km chưa đầy tới 1 phút với tốc độ 120 km trên 1 giờ. Hiện nó đang di chuyển với tốc độ 40 km trên 1 giờ trên đoạn đường dài 400 m. Chúng tôi đang chạy các hoạt động thử nghiệm và chúng tôi cho bạn cơ hội để cảm nhận được nó như thế nào. Nó thoải mái và rất an toàn và nó di chuyển rất nhanh chóng. Tại sao chúng tôi chuyển sang giai đoạn mới với sự giúp đỡ của công viên nghiên cứu? Công nghệ sạc đã được ứng dụng tốt và với sự giúp đỡ của quốc vương Sharia Sultan bin Mohammed Al-Qasimi. Chúng tôi hy vọng sẽ có rất nhiều dự án thương mại tại Sharia và khu vực của UAE. Phương tiện này có thể chịu tải được 4 tấn với hành khách và vận tải hàng hóa dài 12 mét. Các thử nghiệm an toàn ban đầu được hoàn thiện ngay bây giờ là một thử nghiệm dài trong đường ống. Mong muốn tham dự hoạt động sau khi bắt đầu sự kiện Expo 2020 vào tháng 10 năm 2021. Chúng tôi đang đi trên phương tiện của tương lai và giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong chuyến trải nghiệm tốc độ cao này. Thực hiện này sẽ được dành cho tất cả mọi người, với chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với hệ thống giao thông thông thường khác. Hệ thống giao thông Skyway đột phá đã được lên ý tưởng tại Min bởi nhà khoa học và triết học về giao thông vận tải ngài Anatoly Initsky. Chúng tôi đã hoàn thành chuyến tham quan và thậm chí còn trải nghiệm trên chiếc xe buýt nhỏ chở khách sang trọng sử dụng công nghệ dây. Đây thực sự là một phần ý tưởng đột phá, được thiết kế để giảm tai nạn giao thông và tắc đường ở tiểu vương quốc Sharia này. Theo cách này, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Hơn 600 kỹ sư và các chuyên gia tham gia vào việc này. Công nghệ mang tính cách mạng hiện đang hoạt động tại địa điểm thử nghiệm tại Belarus. Vừa rồi ấy, thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Con tàu của Sailway quay rất là đẹp đúng không ạ? Thì đấy là truyền thông của UAE, còn truyền thông ở Việt Nam thì nói như thế nào thì mời các anh chị chúng ta xem tiếp. Người dân thành phố Sharia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ sớm được trải nghiệm một tuyến đường mới được cho là vừa rất nhanh, vừa có tầm nhìn đẹp sau khi đô thị này bổ sung hệ thống xe điện trên cao và mạng lưới giao thông công cộng. Hệ thống xe điện trên cao Skypod vừa được giới thiệu tại Công viên Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ Sharia. Hệ thống đường ray treo này do công ty Unitsky String Technology của Belarus thiết kế và được Cơ quan Giao thông và Đường bộ UAE phối hợp với công ty công nghệ Skyway GreenTech triển khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng độ an toàn của hệ thống giao thông vận tải bằng dây văng cao hơn nhiều so với việc đi ô tô hoặc tàu hỏa.
Ở hệ thống xe điện trên cao, các xe chạy tuần tự từng chiếc một, do đó loại trừ được nguy cơ va chạm trên đường ray. Các cabin của hệ thống xe điện mới có sức chứa tối đa 24 hành khách, với vận tốc có thể lên tới 150 km/h. Các chuyến xe đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành vào tháng 3 tới đây, sau khi việc xây dựng tuyến đường ray trên cao hoàn tất. Thì truyền thông ở UAE cũng như là truyền thông của Việt Nam đúng không ạ? Rất là đưa tin, rất là mạnh mẽ về cái công nghệ này. Vì anh cũng tin rằng công nghệ này sắp tới nó sẽ thực thương mại hóa một cách mạnh mẽ, đặc biệt là sau Expo năm 2021 này. Cái yếu tố tiếp theo mà Viết Anh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, và Viết Anh cũng nghĩ rằng là đối với bất kỳ một nhà đầu tư nào thì cái yếu tố này cũng vô cùng là quan trọng đúng không? Đó chính là cái quyền lợi khi đầu tư ở Sòi Quê là gì? Thì khi mà các anh chị đầu tư vào Sòi Quê thì cái việc đầu tiên là các anh chị sẽ được nắm giữ cổ phần của tập đoàn Sòi Quê. Khi nắm giữ cổ phần của tập đoàn Sòi Quê thì các anh chị chính là cổ đông của tập đoàn Sòi Quê. Khi các anh chị là cổ đông thì cái quyền lợi tiếp theo các anh chị đó là gì ạ? Cái sự tăng trưởng tài sản của anh chị khi mà tiến trình IPO. Cái tiếp theo nữa là các anh chị sẽ được nhận cổ tức hàng năm dựa trên cái lợi nhuận công ty đem về. Vậy thì để làm rõ cái vấn đề là cái cổ tức cho anh chị hiểu cũng như là cái sự tăng trưởng của cổ phần, thì Viết Anh sẽ lấy một vài cái ví dụ để các anh chị có thể hiểu rõ hơn về cái phần này. Thứ nhất là về cổ tức thì Viết Anh xin phép được lấy một cái ví dụ về một cái tập đoàn Pepsi, đồ uống của Pepsi. Thì thời gian gần đây là tháng 6 này vừa qua này, mùng 3 tháng 6 năm 2021, thì Pepsi có công bố là gì ạ? Hơn $1 trên một cổ phần. Thì Viết Anh chỉ nói lấy đơn giản là $1 trên một cổ phần. Vậy thì nếu như các anh chị đầu tư góp vốn vào Pepsi, các anh chị bây giờ nếu như hiện tại các anh chị đầu tư nắm giữ là 1 triệu cổ phần của Pepsi, thì các anh chị không cần phải làm bất kỳ một điều gì cả, thì một năm các anh chị cũng nhận về là $1 triệu. Tại vì sao như vậy? Cổ đông ấy thì nó sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là cổ đông gì ạ? Là cổ đông vận hành. Thứ hai là cổ đông ưu đãi. Thứ ba là cổ đông phổ thông. Thì cổ đông phổ thông thì các anh chị nhận cổ tức và chúng ta chuyển nhượng cổ phần với nhau. Đấy, thì nếu như đầu tư vào doanh nghiệp giống như lúc đầu với anh nói, chúng ta không có khả năng tạo ra một cái doanh nghiệp, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội để sở hữu một cái doanh nghiệp thông qua cái vấn đề nắm giữ cổ phần. Vậy thì nếu như các anh chị đang nắm giữ là gì ạ? 1 triệu cổ phần của Pepsi, thì các anh chị không cần phải làm bất kỳ một cái điều gì, các chị chỉ việc ngồi một chỗ, hoặc là các anh chị có thể làm bất kỳ một cái công việc nào các anh chị yêu thích, đi du lịch hay là thăm người thân nào khác. Thì một năm các anh chị vẫn đem về cho anh chị là gì ạ? $1 triệu trên một năm. Đó, đấy là sức mạnh của cái vấn đề dòng tiền đến từ cổ tức. Vậy thì nếu như bây giờ Việt Anh muốn hỏi các anh chị là nếu như các chị không làm gì mà một năm các anh chị nhận về $1 triệu thì thích hay rất thích ạ? Chắc chắn là rất thích đúng không anh chị? Đó. Đó chính là cái sức mạnh ghê gớm dòng tiền đến từ cổ tức. Và cái thứ hai ấy, Việt Anh muốn lấy thêm một cái ví dụ thứ hai là về cái sự tăng trưởng của cổ phần, để các anh chị sẽ thấy rằng cổ phần doanh nghiệp nó là một cái dạng tài sản mà nó có sự tăng trưởng rất vô cùng là mạnh mẽ. Cái ví dụ mà Việt Anh muốn nói tới đó là Facebook. Có rất nhiều các anh chị dùng Facebook, nhưng đôi khi các anh chị chưa hiểu được là phía sau Facebook nó cũng có một cơ hội đầu tư. Thì năm 2009, nếu như các anh chị năm 2009 thì Facebook bắt đầu huy động vốn là $1 trên một cổ phần. Nhưng đến bây giờ $1 của Facebook nó đã tăng lên gì? $357. Nó tăng lên 357 lần. Và các anh chị không cần phải can thiệp cái gì cả, nó vẫn tăng tự nhiên một cách 357 lần. Vậy nếu như các anh chị năm 2009 mà may mắn biết đến Facebook, các anh chị đầu tư $1,000 nắm giữ là diện 1,000 cổ phần, thì đến bây giờ 1,000 cổ phần đó nó tăng lên $357,000, và từ 24 triệu nó tăng lên là 6-7 tỷ. Các anh chị thấy nó ghê gớm không ạ? Không cần phải làm bất kỳ một điều gì khác, việc của anh chị chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi cái vấn đề hoạt động kinh doanh công ty. Và từ 24 triệu năm 2009 nó biến thành bao nhiêu? 6-7 tỷ cho anh chị. Đó chính là công thức làm giàu của những người giàu đấy anh chị.
Phiên Anh sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa để cho các anh chị hiểu thêm hơn về cái sức mạnh của cổ phần. Cái tập đoàn thứ hai mà Viết Anh muốn giới thiệu các anh chị đó là tập đoàn Amazon. Cái tập đoàn Amazon này mà cái sự tăng trưởng của cổ phần của Amazon mà Viết Anh cảm giác nó là điên rồ. Nhiều khi Viết Anh xem mà còn không tin. Vì sao lại vậy? Năm 1995 thì giá cổ phần của Amazon là gì ạ? 0,17 đô trên một cổ phần. Nhưng đến bây giờ nó là 3.200 đô trên một cổ phần. Có nghĩa là gì ạ? Nó tăng khoảng 20.000 lần các anh chị nhé. Vậy thì nếu như năm 1995 các anh chị may mắn biết đến cái Amazon này, các anh chị đầu tư 1.000 đô thôi. 1.000 đô lúc đó các anh chị sẽ nắm giữ khoảng 6.000 cổ phần. Vậy thì 6.000 cổ phần bây giờ nó tăng lên bao nhiêu? Khoảng 20 triệu đô. Từ bao nhiêu? Từ 1.000 đô nó tăng lên 20 triệu đô. Và các anh chị gì ạ? Việc của anh chị chỉ cần góp vốn vào đó, không cần phải làm bất kỳ một cái điều gì cả. Thì cái tài sản của anh chị nó vẫn tăng trưởng một cách đều đặn. Các anh chị có thấy ghê gớm không ạ? Đây nó chính là gì? Cái cách làm giàu mà của những người giàu mà từ xưa đến nay chúng ta không bao giờ có ai chỉ cho chúng ta cách này cả. Đó. Nên là cái tập đoàn Amazon này, đặc biệt là những cái mà đi đúng vào xu hướng mà người ta đi đầu trong cái công nghệ của người ta ấy, thì nó vô cùng là phát triển một mạnh mẽ. Đấy, nhiều lúc Viết Anh bảo là từ 24 triệu mà nó tăng lên khoảng 400 tỷ. Nghe nó cảm thấy một cái gì đó mà mình không tin vào tai mình. Đó. Nên là từ 1.000 đô nó tăng lên 20 triệu đô. Thì các anh chị có thấy phê không ạ? Phê hay rất phê ạ? Nếu mà các anh chị cảm thấy rất phê thì comment vào đầu tư vào doanh nghiệp nó phê lắm. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị. Thì thời gian vừa qua có rất nhiều triệu phú được tạo ra qua các cái thương vụ IPO thành công. Thì cái trang trên trang Xpet này có này, các trường trung học kiếm 20 triệu đô nhờ Snapchat. Có nghĩa là gì ạ? Người ta bỏ ra 15.000 đô mà đem về cho người ta là 20 triệu đô anh chị ạ. Đó. Cái thứ hai là có cái bài khởi nghiệp và triệu phú này. Khi Microsoft lên sàn ấy, thì 4 người trở thành tỷ phú, 12.000 nhân viên trở thành triệu phú. Còn đối với Apple là gì ạ? 300 người lập tức trở thành triệu phú. Còn đối với lại Google thì 900 nhân viên trở thành triệu phú. Và thì các anh chị biết đấy, nhân viên của họ từ gì ạ? Lao công bảo vệ tất cả các nhân viên trong cái công ty người ta. Họ không cần phải quá giỏi, việc của họ là có niềm tin, nắm giữ đúng thời điểm và kiên nhẫn chờ đợi. Và cái thông tin gần đây nhất đó là gì ạ? Tỷ phú Lý Gia Thành. Ông ấy đã đầu tư 40 triệu đô vào Zoom. Cái phần mềm mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đây này. Thì từ 40 triệu đô nó biến thành 11 tỷ đô trong vòng 7 năm. Không cần phải làm bất kỳ một cái điều gì khác các anh chị ạ. Chỉ cần đầu tư 40 triệu đô mà nó thành 11 tỷ đô trong vòng 7 năm. Vậy thì chúng ta không cần quá nhiều tiền. Tại vì sao ạ? Chúng ta có bao nhiêu, chúng ta đầu tư bấy nhiêu. Những cái sự tăng trưởng ghê gớm đó nó cũng sẽ đem được cái sự giàu có cho chúng ta. Đó. Nên là đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phần, nó là một cái đòn bẩy về tài chính vô cùng mạnh mẽ cho tất cả chúng ta. Và Fisher ấy, là cha đẻ của học thuyết về tăng trưởng. Thì ông ấy khuyên chúng ta là gì ạ? Mua và nắm giữ dài hạn cổ phiếu. Mời các anh chị lắng nghe cái lời chia sẻ của không phải lời chia sẻ mà những cái điều mà ông dạy chúng ta khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần. Với chiến lược chọn cổ phiếu khôn ngoan và nắm giữ chúng trong dài hạn, Fisher đã giúp rất nhiều khách hàng của mình tạo ra số lợi nhuận khổng lồ. Phong cách đầu tư của Fisher có thể được gói gọn trong một câu đơn giản: mua và nắm giữ dài hạn những cổ phiếu chất lượng. Quan trọng hơn cả là cổ phiếu đó phải có động lực tăng trưởng trong dài hạn. Ông cũng cực kỳ thích những doanh nghiệp còn non trẻ và có triển vọng tăng trưởng lớn mà không quá đặt nặng vấn đề định giá. Theo ông, những công ty nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao đem lại khả năng sinh lời cực kỳ lớn, đôi lúc có thể tới hàng nghìn phần trăm trong một thập kỷ.
Vì Fisher khá kín tiếng với giới báo chí, nên thực sự rất khó tìm được ví dụ sinh động về những khoản đầu tư của ông. Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng nhất, thậm chí có thể gọi là kỷ lục của Fisher, chính là Motorola. Ông đã mua cổ phiếu công ty này vào năm 1955 và không bao giờ bán nó cho đến cuối đời. Khi Fisher bắt đầu mua cổ phiếu của Motorola, công ty đang hoạt động trong ba lĩnh vực là TV, radio và chất bán dẫn. Giới tài chính lúc ấy khi nghe về Motorola thì nghĩ ngay đến nhánh TV, cho nên họ đã bỏ qua hai lĩnh vực còn lại. Sự đánh giá ấy đã gây bất lợi cho Motorola trên sàn niêm yết, nhưng nó lại mang đến cơ hội tuyệt vời cho Fisher. Nhờ việc nghiên cứu và phân tích công ty bằng tư duy độc lập logic mà không bị số đông chi phối, Fisher đã có trong tay loại cổ phiếu mà giá của nó sau này luôn làm chao đảo chỉ số S&P 500. Cổ phiếu Motorola là phần tài sản lớn nhất của Fisher, và mặc dù chúng đã tăng gấp 30 lần trong 20 năm kể từ khi mua, nhưng Fisher vẫn kiên quyết không bán ra. Thì ông Fisher nói là gì ạ? Chúng ta nếu mà khi đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, hãy nắm giữ dài hạn, chứ mua đi bán lại chúng ta sẽ không có nhiều tiền đâu. Đó. Cái tiếp theo có một cái minh chứng và một cái câu chuyện mà Viết Anh cũng rất thích. Đó là cô Tông Quan Hồng đấy, bị Jack Ma lừa 14 năm để trở thành một tỷ phú. Và cũng hy vọng là tất cả các anh chị ở trong Zoom là chúng ta cũng làm sao khi mà xem được video này thì chúng ta cũng mơ ước như cô ấy là hãy được lừa 14 năm để thành tỷ phú luôn anh chị. Thì mời tất cả anh chị xem qua cái câu chuyện của cô Tông Quan Hồng. Người phụ nữ trong bức hình với Jack Ma là Tông Quan Hồng. Khi bước chân vào đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, Tông Quan Hồng đã 30 tuổi, không có chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Cô nộp hồ sơ vào vị trí trợ lý hành chính nhưng bị từ chối tại cuộc phỏng vấn đầu tiên. Nhưng Tông Quan Hồng không bỏ cuộc, tiếp tục thử lại và được sắp xếp làm việc tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, do không quen công việc và xung đột với một đồng nghiệp, cô từng có ý định xin nghỉ việc sau một tuần, nhưng rồi cô ấy vẫn ở lại. Khi Jack Ma đang phân bổ cổ phiếu công ty, ông đã đưa cho Tông Quan Hồng 0,2% cổ phần và nói rằng nó sẽ có giá trị 100 triệu nhân dân tệ khi Alibaba công khai đi vào thị trường. Jack Ma khuyên cô ta nên gắn bó với công ty, không chuyển sang các công ty khác và cô ta sẽ có được 100 triệu nhân dân tệ. Tông Quan Hồng đã chờ đợi nhiều năm sau nhưng Alibaba vẫn chưa được công khai. Năm 2004, cô ấy hỏi Jack Ma khi nào Alibaba sẽ ra mắt công chúng. Jack Ma nói sẽ sớm thôi. Đến năm 2006, cô hỏi lại một lần nữa và Jack Ma cũng nói sẽ sớm thôi. Nhiều năm tiếp theo, cô vẫn chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra và nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có được 100 triệu tệ như lời Jack Ma đã nói. Tuy nhiên, cô ấy vẫn kiên trì ở lại làm tốt công việc của mình và từng bước thăng tiến. 9 năm ra mắt công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Alibaba được định giá 245,7 tỷ nhân dân tệ. Tông Quan Hồng, cựu nhân viên lễ tân hiện là phó chủ tịch của Alibaba, đã trở thành triệu phú từ một nhân viên lễ tân với trị giá tài sản 320 triệu tệ. Bạn có thể ở trong một công ty trong 14 năm khi người sáng lập vẫn chiến đấu không mệt mỏi. Bạn là ai để phàn nàn với tư cách là người theo dõi? Có phải 99,9% đã bỏ cuộc trong suốt cuộc đua? Đừng bao giờ háo hức với những lợi ích nhanh chóng. Hãy tin tưởng, kiên trì và cống hiến hết sức mình, rồi thành quả cũng sẽ đến. Đó chính là câu chuyện của Tông Quan Hồng, một trong năm người phụ nữ quyền lực đứng sau Jack Ma và được ví là nữ hoàng ngành vận tải Trung Quốc khi điều hành mạng lưới logistics rộng lớn cho Alibaba và nhiều hãng khác. Năm 2015, Tông Quan Hồng được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch của Sainiao.com, bộ phận quản lý mạng logistics CNS do Alibaba thành lập năm 2013. Năm 2017, Tông Quan Hồng từng được tạp chí Forbes bình chọn là 25 nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đang thay đổi nhiều ngành nghề và cả cuộc sống trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Tông từng nói rằng mình là người ngu ngốc, ngây thơ, cứng đầu và kiên trì. Và tất cả nhân viên làm việc tại Alibaba, kể cả Jack Ma cũng nhận ra những đặc điểm này. Qua cái video vừa rồi thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Thành công đôi khi chỉ cần sự kiên trì và tin tưởng thôi anh chị. Thì vừa rồi ấy, là Viết Anh đã chia sẻ một vài cái nhân chứng để các anh chị thấy rằng là đầu tư vào doanh nghiệp là hoàn toàn là đầu tư thông minh. Với những nhà đầu tư mà tinh tế là lựa chọn cái đầu tư IPO trước IPO ấy, nó chính là một cái đòn bẩy kinh tế mà nó giúp cái số tiền nhỏ của chúng ta mà trở thành một số tiền hoàn toàn rất lớn trong tương lai. Đó. Và Viết Anh nhận thấy là gì? Tất cả những cái thương vụ đầu tư ở đây nó đều có một cái điểm chung. Đó là gì? Họ đều đi tiên phong cho cái lĩnh vực của họ. Thứ nhất là Facebook là mạng xã hội đầu tiên trên thế giới kết nối con người với con người thông qua Internet. Cái thứ hai là Amazon là trang thương mại đầu tiên trên thế giới, trang thương mại điện tử đầu tiên trên thế giới.
đấy, tiên phong những vấn đề là mua hàng trực tuyến. Hoặc là cái phần mềm Zoom, đúng không ạ? Nó là một cái đơn vị, nó là một cái phần mềm mà giúp chúng ta có thể thiết lập cuộc họp bất kỳ một khi nào, bất kỳ ở đâu mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà tất cả những thương vụ đó đều đã đi qua. Vậy thì hiện tại bây giờ Segway cho chúng ta cái điều gì? Segway là một đơn vị giao thông vận tải tiên phong đầu tiên trên thế giới, đi tiên phong những cái lĩnh vực là gì ạ? Giải quyết vấn đề tắc đường triệt để, ô nhiễm môi trường triệt để và tai nạn giao thông triệt để. Và cái điều đặc biệt là nó có thể xây dựng được trên mọi địa hình và giá trị, giá thành vô cùng là thấp. Nên Việt Anh đánh giá rằng đây nó là một thương vụ đầu tư vô cùng là quý và tốt. Và hiện tại bây giờ có được một cái thương vụ đầu tư tốt như Segway là vô cùng là hiếm. Nên Việt Anh cũng hy vọng là hôm nay nếu như các anh chị có một cơ duyên biết đến cái công nghệ này, các anh chị biết đến cái công nghệ này rồi, đó là may mắn rồi, thì hãy dành thời gian thật sự nghiêm túc để tìm hiểu nó. Tại vì sao? Tìm hiểu một cơ hội thì hoàn toàn nó không mất cái gì các anh chị ạ. Nhưng nếu như chúng ta đánh mất đi một cơ hội đầu tư tốt thì đôi khi cả đời chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cuộc sống chúng ta ấy, là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Trong cuộc đời chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng một lần thôi để sẽ giúp cho tất cả các anh chị là thịnh vượng trọn đời. Đó. Nên hy vọng hôm nay các anh chị đã có may mắn biết đến cái công nghệ này. Thì hãy dành cho mình thời gian thực sự nghiêm túc để tìm hiểu nó. Và cũng hy vọng là các anh chị sẽ có được những cái quyết định đúng đắn cho mình. Thì vừa rồi thì là cái phần chia sẻ của Việt Anh. Cũng hy vọng là cái phần chia sẻ Việt Anh vừa rồi cũng giúp cho tất cả các anh chị có được một cái góc nhìn tốt hơn về cơ hội đầu tư về doanh nghiệp, giúp các anh chị có được nhiều thông tin tốt hơn, bổ ích hơn, để giúp cho anh chị có được những cái quyết định tốt hơn trong cái vấn đề lựa chọn đầu tư của mình. Và tiếp theo chương trình, Việt Anh xin phép được mời một người em mà Việt Anh vô cùng là kính trọng và ngưỡng mộ. Hiện tại em ấy đang rất là thành công ở Segway, mà cũng là một người mà đã giúp Việt Anh rất nhiều trong những con đường đầu tiên lập nghiệp ở Segway. Và cái điều đặc biệt là em ấy đã có những khoảng thời gian trải nghiệm thực tế ở con tàu của chúng ta ở bên Belarus cũng như ở bên Sharia. Thì hôm nay em ấy cũng sẽ giúp cho tất cả các quý vị ở đây có một cái góc nhìn tốt hơn về công nghệ này, hiểu sâu hơn về cái Segway là gì, cũng như là giúp cho anh chị có được những cái quyết định tốt nhất cho mình trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì tiếp theo chương trình xin phép được mời em Quỳnh Hạnh Phúc. Thì trước khi cái sự xuất hiện của em Quỳnh Hạnh Phúc thì tất cả các anh chị cho em Quỳnh một tràng pháo tay ạ. Rồi xin mời em Quỳnh Hạnh Phúc ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Việt Anh rất là nhiều ạ. Tất cả quý cô bác anh chị cảm thấy em Việt Anh chia sẻ hay không ạ? Nếu anh chị hay thì có thể cho em Việt Anh một tràng tay lớn đi ạ. Tay anh chị đâu ạ? Anh chị có thể mở cao thì vỗ tay được không ạ? Em có thể, anh chị có thể tung hoa hay là vỗ tay được không ạ? Ở đây Quỳnh không mong muốn anh chị comment số quá nhiều ạ. Chúng ta bây giờ Quỳnh nghĩ anh chị ngồi khá lâu đúng không ạ? Chúng ta cứ tung hoa một chút hay là vỗ tay một chút, anh chị cảm thấy mình năng lượng hơn, mình tỉnh ngủ hơn ạ. Có anh chị nào anh Việt anh chia sẻ mà hay quá là phê quá là ngủ luôn mà. Có anh chị nào đang ngủ mà. Hay có anh chị nào mà vừa đang nghe anh Việt anh chia sẻ hay quá thì đăng ký gói đầu tư luôn không ạ? Em không biết anh chị đến nào, nhưng nếu em Quỳnh mà được em Việt Anh chia sẻ Skyway mà chỉ cần nghe đến đây anh chị ạ, là Quỳnh sẵn sàng ký hợp đồng đầu tư Skyway luôn, không cần phải tìm hiểu tiếp đâu ạ. Nói thật anh chị luôn ấy, bởi vì nó quá nhiều thông tin, quá nhiều cái thứ giá trị mà Skyway mang lại cho nhà đầu tư ạ. Tại sao em Quỳnh lại nói như thế ạ? Đơn giản, em Quỳnh đầu tư Skyway nó đơn giản rất là nhiều, em nghĩ là đơn giản nhất tất cả anh chị đấy ạ. Bởi vì khi Quỳnh đầu tư Skyway thì Quỳnh không nhìn thấy con tàu Skyway ạ. Quỳnh cũng không biết mặt mũi người sáng lập Skyway là đang làm sao ạ. Không biết gì đâu anh chị ạ. Chỉ cụ điện thoại ạ. Chẳng có video nào gửi cho Quỳnh là xem nó thế nào đâu ạ. Không biết. Chỉ cụ điện thoại nói chay qua điện thoại khoảng 15 phút ạ. Quỳnh quyết định đầu tư Skyway và trở thành cổ đông Skyway ạ. Có anh chị nào hiện tại đang làm... Dạ vâng, em chào chị Thương, chào tất cả anh chị ạ. Có anh chị nào hiện tại đang là đang là khách mời của Skyway mà. Anh chị là chưa đầu tư đấy ạ. Mình biết Skyway này. Biết lâu hoặc là mới biết này, hoặc là hôm nay tình cờ được bà mình vào đây mình nghe một cái buổi gì đó để về cơ hội đầu tư ạ. Có anh chị nào đang em mà ok bạn đang để tiếng Nhật hay tiếng Hàn gì đó nên Quỳnh không biết bạn tên là ai. Chị nào quý à. Vâng, có chị nào thì có thể comment số 1 giúp Quỳnh được không ạ?
À, số 1 anh Trung. À, có 5 người mới, có anh chị nào đang làm mới nhưng vẫn chưa comment à? Quyên tin là có nhiều số 1 đấy ạ. Có nhiều số 1 là chúng ta có thể comment ạ. Bởi vì Quyên không có anh chị nói đâu, nên anh chị không phải lo là anh chị phải xuất hiện được đọc đâu ạ. Chúng ta, cái việc của chúng ta là thông báo cho cộng đồng một chút là chúng ta là người mới ạ. Vậy đó anh chị nhìn được cái giá trị gì đó từ cộng đồng Skyway lúc này ạ. À, Quyên xin giới thiệu một chút ạ, bởi vì có rất nhiều anh chị cũng Quyên có cơ hội được gặp mặt, được làm việc, nhưng có rất là nhiều cô chú anh chị Quyên lần đầu tiên được gặp qua thì Quyên xin phép được giới thiệu một chút về bản thân mình và cái cơ duyên kinh đến Skyway, những trải nghiệm của Quyên trong 3 năm qua tại Skyway ạ. Anh chị có mong muốn nghe câu chuyện của Quyên hay là mong muốn học được điều gì đó, hay là mong muốn được trải nghiệm một điều gì đó từ cái sự trải nghiệm của Quyên trong 3 năm qua mà. Nếu anh chị có thì có thể là anh chị có thể comment số 8 cho Quyên 88 ấy ạ. Quyên biết số 88 ạ, bởi vì Quyên sinh năm 88 anh chị ạ. À vâng, chào tất cả quý anh chị, Quyên tên đầy đủ là Trần Diễm Quyên ạ. Nickname của Quyên là Quyên Hạnh Phúc ạ. Quyên mong muốn cuộc sống giàu có nhưng phải hạnh phúc ạ. Nhưng hạnh phúc không đi đôi, Quyên không muốn cuộc sống không có tiền mà hạnh phúc đâu. Quyên mong muốn thực sự phải giàu có nhưng phải hạnh phúc cơ. Thì đó là cái nickname của Quyên ạ. Quyên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm nay Quyên vừa sinh nhật 33 tuổi xong ạ. Còn 33 tuổi. Anh chị hôm nay nhìn thấy ảnh truyền thông của Quyên thì tóc ngắn đúng không ạ? Mặc vải đen đúng không? Hôm nay thì Quyên cũng mặc một cái vải tương tự như cái vải đó, nhưng là vải màu hồng đúng không? Nhìn nó ngây thơ hơn đúng không? Tóc bùi hơn thì chắc là như anh chị không nhìn ra Quyên, nhưng Quyên đấy ạ. Quyên của năm 2019 và đây là Quyên 2021 ạ. Quyên biết đến Skyway từ tháng 9 2017 anh chị. Không biết ở đây có quý anh chị nào đầu tư vào thời điểm cùng Quyên hay không ạ? Em đầu tư vào giai đoạn 2017 vào tháng 9 và là giai đoạn tháng 9 và giai đoạn 9 ạ. Lúc đó 1.000 đô anh chị được cơ hội sở hữu 135.000 cổ phần cơ. Bây giờ anh chị 1.000 đô có cơ hội được 30.000 cổ phần thôi. Số lượng cổ phần anh chị bị giảm rất là nhiều ạ. Nếu anh chị cần chờ đợi nữa thì khi nào 1.000 đô được 1.000 cổ phần thì anh chị lúc đó mua vẫn còn kịp đúng không ạ? Kịp không ạ? Quyên nghĩ là chắc không còn kịp nữa đâu ạ, bởi vì quá đắt rồi ạ. Chúng ta hãy cố gắng tranh thủ nhanh nhất có thể trong thời điểm hiện tại bây giờ ạ. Quyên chia sẻ một chút là lúc đó thì khi nó năm 2019, lúc đó Quyên ở nhà trong em bé con Quyên lúc đó 7 tháng tuổi. Và có người chỉ bàn của Quyên thì hôm đó đi tìm hiểu cơ hội đầu tư Skyway. Và thì chị đi thì chị cũng nói với Quyên là hôm nay chị đi tìm hiểu Skyway. Xong tìm hiểu xong thì chị gọi cho Quyên nói chuyện khoảng 15 phút. Chị nói rất là nhiều, Quyên không biết Quyên nói chị nói gì đâu. Nhưng Đài Loan là Quyên nhớ là có một cái hệ thống giao thông trong tương lai là thay đổi cả một nền giao thông thế giới. Nó kinh khủng, anh chị nghe rất là kinh khủng đúng không? Rồi thứ hai nữa là có một mình đang hợp tác và làm việc. Cái người sáng lập Skyway đó ấy, là nhà khoa học của Nga cơ. Nhà khoa học của Nga. Ông ấy đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu công nghệ này và đang kiếm tiền trên toàn thế giới. Và chúng ta có cơ hội được góp vốn ủng hộ dự án này. Quyên nghe kiểu Đài Loan như thế đấy ạ. Thì lúc đó Quyên cũng có một ít vốn và cũng đang gọi là đang trong quá trình tập tần đi đầu tư anh chị. Không có kiến thức đầu tư đâu. Nghe bạn bè mình bắt đầu rủ rê đầu tư thì cuối 2016 đến 2017 thì chỗ nào cũng vậy ạ. Bạn bè nào chỗ nào hay thì Quyên cũng cho một ít vào hết. Và với quan điểm lúc đó mọi người dạy Quyên là hãy bỏ trứng nhiều giò Quyên ạ. Đấy, nghe hình hay không ạ? Quyên nghĩ là cái tiêu chí đó cũng rất là phù hợp đối với chúng ta đúng không? Nhưng một điều mà diễn ra chúng ta không biết được là chúng ta không biết là cái giỏ nào bị thủng anh chị. Không biết cái giỏ nào bị thủng cả. Thì Quyên đầu tư từ cuối 2016 đến gần cuối 2017 ấy. Gần cuối 2017 thì tất cả giỏ Quyên đầu tư là thủng hết anh chị. Chỉ có một 90 giỏ thì 9 giỏ thủng, còn một giỏ duy nhất là Skyway ạ. Họ cũng nó vẫn còn nằm đó ạ. Và bắt đầu Quyên đặt câu hỏi tại sao nó vẫn còn ở đây. Mà các giỏ kia rất hình dạng nghe rất là hay nhưng tại sao nó thủng hết rồi. Mà cả cái giò kia có những giò Quyên đã đích thân đi tìm hiểu cơ. Còn Skyway thì thử mình không tìm hiểu đến và mình cũng không biết để nói gì cơ. Bởi vì đầu tư xong chỉ bàn của Quyên cũng không cho Quyên mời Quyên vào giò nhóm Zalo hay là nhóm Facebook hay là nhóm Messenger, bất cứ cái nhóm nào Quyên không có. Quyên không biết là nó đang đen đỏ như thế nào anh chị. Và sau đó thì bắt đầu đến tháng 8 2019. Tháng 8 2019 thì một cái sự kiện lớn của nhà đầu tư Việt Nam sang bên Belarus, thì lúc đó bắt đầu Quyên mới ý thức được rằng Skyway là dự án có thật.
Bởi vì trước đó thì Quỳnh nghe mọi người nói rất hay về nó, cũng có trong thời gian đó thì có một vài người có liên lạc với Quỳnh là chia sẻ về Skyway. Nhưng Quỳnh cũng không để tâm lắm, không để tâm lắm bởi vì Quỳnh đặt những câu hỏi đại loại như là một dự án hay như Skyway, tại sao nhà nước không đầu tư vào đó mà đến lượt mình? Có anh chị nào có suy nghĩ như thế không ạ? Thứ hai là một dự án hay như Skyway, một dự án tiềm năng như Skyway, thẳng lớn như Skyway, tại sao ở nhà người giàu hay là những quỹ đầu tư lớn không nhảy vào mà đến lượt mình? Đấy, Huỳnh Tráng ạ. Tại sao Skyway hay như thế này mà lại huy động vốn theo mô hình hệ thống như này? Quỳnh nghe không có ok lắm. Đặt rất nhiều câu hỏi tại sao. Tiền đâu ra mà người ta trả nhiều đến thế? Lên sàn 1.000 đô mình có thể trở thành 135.000 cổ phần ở đô cơ. Tiền đâu mà trả nhiều đến thế? Ui, nhiều câu hỏi phê bên chị. Nhưng mình không tìm người đúng người để hỏi, và tìm đúng những người không biết để hỏi anh chị, thì là bắt đầu ngồi thảo luận với nhau và là những kiến thức kinh nghiệm của mình để bắt đầu trả lời cho những câu hỏi đó. Và cuối cùng cũng đã kinh nghiệm là nghe thì cũng tiềm năng đây thôi, mình mất tiền chẳng sao cả. Nhưng bây giờ mình đầu tư thêm một phê thứ hai nữa là nếu mà mình đưa người khác vào đầu tư cùng mình thì cũng rất là không hay cho lắm. Đó là cái suy nghĩ quan điểm của Quỳnh thời điểm đó. Như đến bây giờ thì Quỳnh kính thưa tất cả quý anh chị là Quỳnh vô cùng biết ơn. Quỳnh vô cùng biết ơn người sáng lập Skyway là ngài chủ tịch tập đoàn Skyway. Ngài đã cho Quỳnh có cơ hội được trở thành một cổ đông trong một tập đoàn rất lớn. Chúng ta được biết rằng chúng ta hiện tại đang là có tài khoản trên Facebook đúng không ạ? Trên Google đúng không ạ? Trên YouTube đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều, và chúng ta là người tiêu dùng sản phẩm như iPhone chẳng hạn đúng không ạ? Chúng ta chỉ là khách hàng hay là những người sử dụng sản dịch vụ đó thôi. Nhưng Quỳnh, chúng ta chưa nghe thấy bản thân chúng ta, hay là chúng ta chưa nghe thấy xung quanh chúng ta là bản thân là những cổ đông của tập đoàn đó đúng không ạ? Và hôm nay bản thân Quỳnh đang là cổ đông tập đoàn Skyway anh chị ạ. Một hệ thống giao thông vận tải có thể chiếm 50% thị phần trên toàn thế giới. Và anh chị hình dung tưởng tượng xem ạ, sau này con tàu Skyway sẽ chạy khắp thế giới này. Và lúc đó Quỳnh có thể tự hào nói với con Quỳnh rằng đây, con tàu Skyway, con tàu này có công của mẹ trong đó. Cái lúc mà nó khó khăn nhất, cái lúc thời điểm là sơ khai nhất, mẹ đặt nhiệm góp vốn vào nó. Và chúng ta được hưởng quyền lời từ cái lúc hiện tại, bây giờ tôi đã được hưởng quyền lời trái ngọt từ con tàu này. Anh chị em có mong muốn tự hào về điều đó không ạ? Đến sự tự hào và mong muốn về điều đó, anh chị có thể comment số 99 giúp Quỳnh ạ. 999 đi ạ. Quỳnh xin phép được xem màn hình một chút ạ. Làm thế nào đó mà sau này anh chị khi con tàu Skyway chạy qua mặt nhà mình đấy, anh chị đừng có nói rằng là gì ạ? Ôi tiếc thế giá, nhưng cách đây mấy năm về trước mình tin được bạn, mình nghe được bạn, mình hay mình chỉ có tìm hiểu một chút. Thì bây giờ mình đã có triệu của phần Skyway, mình có 5 triệu của phần Skyway, hoặc là mình có vài trăm nghìn của phần Skyway thì khác hoàn toàn là đúng không ạ? Em nghĩ là cuộc sống chẳng có gì giá dư được nhà giá như đâu ạ, để chúng ta không ra quyết định mà chúng ta không hành động ạ. Bây giờ thì Quỳnh xin phép xem màn hình một chút để Quỳnh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình hành trình của Quỳnh đến với Skyway ạ. Đó là một cái sự biết ơn rất là vô cùng sâu sắc đối với người sáng lập Skyway. Quỳnh đang xem màn hình chưa nhỉ? Chưa chị ơi. Ok. Quỳnh không giỏi với công nghệ lắm nên nhiều khi nó hơi bị... Được đúng mà. Chưa lên. Có chưa lên á, xem rồi mà. Cái lúc mà khi mà chị chọn cái phần mà chia sẻ màn hình ấy thì nó có các ô để mà chị chọn ấy, thì chị thế rồi. Ok, cảm ơn lời. Đấy. Một khi phải có đông đủ được. Ok. Đây là con người này đây anh chị ạ. Quý anh chị ạ. Nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta nên tìm hiểu về con người này. Bởi vì người ta nói rằng doanh nghiệp thực chất là nhân bản hóa nhà sáng lập ạ. Doanh nghiệp thực chất là nhân bản hóa người sáng lập. Nếu anh chị tìm hiểu con người này là người thuyền trưởng Skyway, anh chị cảm thấy ngưỡng mộ con người này và cảm thấy kính phục con người này về cái trí tuệ của họ, vì sự hy sinh của họ, sự cống hiến của họ và sự dũng cảm của họ trong hơn 40 năm qua để chiến đấu, để mong muốn cống hiến một cái thứ tốt nhất cho nhân loại, bảo vệ môi trường anh chị ạ. Anh chị cảm thấy mình quá tin tưởng và quá hạnh phúc, quá may mắn và quá biết ơn vô cùng, bởi vì ông đang cho phép mình trở thành một phần tập đoàn Skyway mà tập đoàn quốc tế và truyền thống chiếm tới 50% thị trường vận tải thế giới. Anh chị thấy tự hào không ạ?
Và con người thứ hai Quỳnh vô cùng biết ơn đó là người sáng, người anh là anh thuyền trưởng Trường Tâm ạ. Đây là một cổ đông lớn nhất hiện Việt Nam hiện tại bây giờ. Anh đang sở hữu gần, Quỳnh nghe thông tin không biết là đạt được hình chín hay chưa, là gần 400 triệu cổ phần ạ. Còn năm ngoái 2020 thì là 300 triệu, còn bây giờ thì 21 là nghe bảo thêm 100 triệu được rồi. Thì cho là hơn 300 triệu anh chị, nhưng con số chính xác là 300 triệu là chính xác, còn 400 triệu thì Quỳnh chưa xác minh lại. Con người này em chỉ biết là Skyway thời điểm vào Việt Nam mình 2016 ạ, cái lúc mà mọi người chưa tin nó là một dự án có thật ạ. Mọi người cảm thấy mơ hồ về công nghệ này, mọi người chưa biết định nghĩa IPO là gì ạ, cổ phần là gì ạ, em chỉ là nhìn ra. Và thời điểm đó mọi người quay lưng với anh ý về cái cơ hội này. Thì anh ý đã ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ anh chị, ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ và thời gian còn lại là dần thời gian còn lại tìm lục lọi tất cả những tài liệu Skyway từ năm 1966 đến thời điểm đó, năm 2016. Em chỉ thấy kinh khủng ạ. Và anh ấy quá tin tưởng về công nghệ này, về cái dự án này. Mặc dù 2016 anh chị nhá, con tàu Skyway chưa có chạy ạ. Chưa có một con tàu Skyway nào được thực nghiệm cả. Chưa có công viên thực nghiệm đang xây dựng, nó đang định cảm những cái cọc đầu tiên ạ. Và chưa thực tế hóa con tàu Skyway được. Nhà máy sản xuất đang quá trình hoàn thiện, chưa có gì cả anh chị nhá. Và lúc đó mọi người được quay lưng ở những Andy đã mềm nhàn đã là từ tin bước đi, và đến ngày hôm nay thì anh ấy đã mang cái cơ hội này lan tỏa hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn Việt Nam mình nghĩ là hơn 100.000 người rồi đấy. Và vô cùng biết ơn con người này ạ. Và người thứ hai để có Quỳnh ngày hôm nay thì Quỳnh rất là cảm ơn người thầy của Quỳnh tại Skyway. Anh là người định hướng giúp đỡ và dẫn dắt bản thân Quỳnh cũng như đội nhóm của Quỳnh để phát triển được cộng đồng đầu tư. Nếu anh chị tìm hiểu sâu Skyway thì biết được rằng Skyway chúng ta có cơ hội được phép phát triển cộng đồng Skyway ạ. Đầu tư ạ, nhà đầu tư ạ. Và đây là năm 2010 à. Đây là chuyến đi của các nhà đầu tư Việt Nam vào tháng 6 2019 anh chị. Chuyến đi này chuyến đi Dubai ạ. Đây là cái lúc mà anh chị em đang xuống sân bay cũng như đang du lịch một vài nơi gần đó. Thì có rất là nhiều anh chị khi mình đi chia sẻ thì có người ngồi hỏi là thấy lúc đó bắt đầu 18 thì có con tàu Skyway chạy rồi anh chị. Tàu Skyway chạy rồi. Nhưng có nhiều anh chị là cảm thấy là không có tin tưởng lắm, bởi vì mình là người đi chia sẻ mà có nhiều người hỏi là bây giờ bạn thấy hay như thế, bạn thấy tốt như thế, nhưng vấn đề là bạn đã đến đó hay chưa. Việt Nam có câu là trăm thấy không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, mà trăm sờ không bằng một thử, đúng không ạ? Là kiểu gì mình cũng phải đi sang đó thử sờ nó xem nào, thử như thế nào. Và Dubai là cái nơi đầu tiên chúng ta đến, nhóm Queen Skyway cổ đông đến lần đầu tiên là vào tháng 6 2019 anh chị. Lúc đó công trường đang mới bắt đầu xây dựng, chưa có tàu để thử như bây giờ đâu ạ. Thì cổ đông mới có gần 30 anh chị em là sang đó, mà chuyến đi này tất cả anh chị em ở Việt Nam phải bỏ tiền túi anh chị nhé. Ở tập đoàn không hỗ trợ nghìn nào đâu, nên anh chị phải nhớ rằng chúng tôi là người bỏ tất cả túi tiền của mình để lấy thông tin với anh chị thôi ạ. Ở đây là một số trải nghiệm mà anh chị chúng tôi đã trải nghiệm. Bởi vì thời gian có hạn nên tôi sẽ đi lướt qua rất là nhanh ạ. Ở đây hôm nay tôi lại vào rất là nhiều slide bị bẻ cài hình ảnh trong slide. Đơn giản là cuối năm nay thì có đoàn Việt Nam sẽ, nếu dịch Covid ổn định ạ và không có gì ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi sang Dubai trong cuối năm nay ạ. Đây là những trải nghiệm rất là thú vị ở Dubai vào tháng 6 2019. Cái hình ảnh anh chị nhìn thấy ở phía bên tay phải của màn hình của Quỳnh đấy là ở bên anh chị biết không ạ, ở bên Dubai ạ. Ở bên Dubai đấy thì cái hình ảnh người lãnh đạo của họ này, họ treo khắp nhà hàng của họ, khắp đường phố, khắp những nơi công cộng anh chị ạ. Họ tôn thờ và ngưỡng mộ con người này. Những con người này, những con người có công rất là lớn, con vĩ đại, rất là gọi là vĩ đại để thay đổi cái nền kinh tế của nước họ, đưa người dân của họ từ một cái vùng gọi là đảo cò thế ạ, lên một cái đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới. Và họ tôn sùng và cảm ơn con người, biết ơn con người này bằng cách là treo hình họ khắp nơi ạ. Và anh chị biết được rằng họ những cái vua này chơi đúng không ạ? Và chính con người này ạ, chính ông hoàng thân Dubai này, quốc vương Dubai là ký kết hợp đồng để xây dựng 15 km đầu tiên tại Dubai ạ. Chúng ta cảm thấy vô cùng biết ơn con người này và họ là người bắt đầu nổ những cái phát súng đầu tiên để xây dựng cái công nghệ hiện đại này, và chúng ta là cổ đông Skyway, chúng ta đang hưởng phần lợi từ đó đấy. Và đây là chúng tôi có cơ hội trải nghiệm cái ăn uống cà phê chất vàng và bánh chất vàng. Tại này thì chúng tôi sẽ chia sẻ sau ạ, nhưng tôi sẽ đi nhanh một chút về cái hình ảnh chúng tôi đi đến công viên thực nghiệm ạ. Thời gian hơi muộn một chút nên tôi đi nhanh ạ. Đây ạ. Đây là hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi đến chúng tôi chụp hình ở phía bên ngoài của tòa nhà gỗ ạ. Anh chị nhớ là đây là cái nhà gỗ mà nhà điều hành của Skyway ở tại trung tâm thực nghiệm Sahara đang xây dựng bên đó anh chị. Hiện tại rất đẹp. Đây là chụp từ tháng 6 2019 ạ.
Và anh chị nhìn thấy chúng tôi không ạ? Nhìn ảo nhất nhác bởi vì người thì rất là trùng khăn kín hết. Đơn giản là quá nóng anh chị. Thời điểm mà thời tiết lúc này là tháng 7 nên nó đang tháng 6 thì nó rất là nóng ạ. Nó đỉnh điểm mùa hè của Dubai đấy ạ. Thì nó thời tiết lúc này là hơn bên ngoài ngoài trời là hơn khoảng 50 độ C ạ. Hơn 50 độ C. Hơn 50 độ C. Và đây là nhà gỗ duy nhất hiện tại đang có tại UAE anh chị nhé. Đang có tại UAE. Bởi vì sao luật của UAE cấm xây dựng nhà gỗ ạ? Anh chị biết được rằng có thể cái cây tràn lan của nhà gỗ nếu mà mùa hè thôi ạ, nó tự bốc cháy mà chẳng cần một con lửa đâu ạ, nó tự bốc cháy bởi vì nóng quá anh chị. Thì người ta cấm, người ta không muốn có hỏa hoạn, người ta cấm xây nhà gỗ. Như đây là cái nhà gỗ duy nhất được phải xin phép 4 tháng, ngay từ cái sky qua xin phép 4 tháng thì họ mới duyệt và cho xây dựng ngôi nhà gỗ này. Với những công nghệ đặc biệt là chống cháy được anh chị. Và đây là hình ảnh 2010 có rất nhiều cô chú anh chị thì ngồi lên xe cũng xuống và đi gần 30 người ạ. Và đây là hình ảnh tôi chụp phía bên ngoài ạ. Chụp phía bên ngoài tổng thể phía bên ngoài tòa nhà gỗ. Lúc này chúng tôi đang đứng trong cái gọi là cái chòi nhỏ nhỏ. Chúng tôi đến lúc đó thì công trường đang nghỉ trưa, không ai làm việc cả nên mọi thứ rất là vắng vẻ. Và có rất nhiều cô chú anh chị bảo là chúng tôi là công trường gì mà giống công trường ma thế đúng không ạ? Không có ai cả. Thế là phải công trường đang xây dựng hay không? Có nhiều cô chú anh chị là comment hay là về đặt câu hỏi kiểu như thế. Anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đây là công trường nó không phải ma đúng không ạ? Đây đầu năm 2021 ạ, nó vẫn đang hoàn thiện ạ. Đang hoàn thiện đúng không ạ? Và chúng ta biết được rằng ở bên Dubai Quỳnh qua đến đó mình phát hiện bí mật này này. Người giàu Dubai là người ta không so sánh đồ giàu có bằng du thuyền, bằng siêu xe, bằng vàng bạc hay bằng gì cả, mà nhìn nhà người nào nhiều cây xanh thì nhà đó là nhà giàu anh chị nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bên đó tất cả mọi thứ, cây xanh, hệ thống tưới tiêu của họ hoàn toàn nhập khẩu ạ. Và để duy trì hệ thống tưới tiêu cho cái cây xanh họ đang muốn trồng đó thì người ta phải bỏ ra một năm là khoảng 1 triệu đô la anh chị nhá. Hàng năm người ta phải trả chi phí 1 triệu đô la. Và 99% tất cả những thứ mà Dubai đang sử dụng người ta cần phải nhập khẩu hết anh chị ạ. Cả xây nhà cũng phải nhập khẩu anh chị nhá, cả mà nhìn thấy nhiều thấy cũng xây được nhà đó phải nhập khẩu đấy ạ. Phải nhập khẩu đấy, nên mọi thứ bên làm rất đắt đỏ, rất đắt đỏ. Và đây là cái video mà tôi có quay lại, tôi có thể nó nhất là ngắn thôi, tôi sẽ lượt qua một chút đó. Tôi quay lại khi tôi đi vào cái nhà gỗ này. Chuyến đi này có tốt biết bớt Hồ Văn Lời, nhưng Hồ Văn Lời thì không được vào, không vào được đến đây đúng không? Không quay được cái nhà gỗ này. Mà tôi thì có cơ hội được mon men vào trong luôn ạ. Đây là chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái nhà gỗ của Sky, của công trường Skyway tại Dubai ạ. Và đây là nhà gỗ đầu tiên được phép xây dựng do được quốc vương Dubai nhất thế giới hiện nay. Đi vào trong đấy ạ. Chỉ nhìn 5% thị phần của hệ thống giao thông ở trên cả thế giới này. Phải cố gắng làm thế nào đó. Hãy cập nhật thông tin nhiều nhất và sớm nhất của tập đoàn Skyway, của công nghệ giao thông. Anh chị nhìn bên trong này ạ. Bên trong chỉ là gỗ và mọi thứ đang trong quá trình sơ hoàn thiện đúng không ạ? Hình giao thông. Và đây là hình ảnh cập nhật gần nhất là vào đầu năm 2021 ạ. Anh chị nhìn thấy ạ. Bên trong bây giờ là như thế này anh chị. Nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Dự án mình đang hoạt động hàng ngày, mặc dù 2020, 2021 là cái lúc mà thời điểm dịch Covid hoành hành nhất, thì Skyway vẫn nhận được phép xây dựng trong cái mức độ cho phép, trong cái sự kiểm soát cho phép của chính quyền UAE. Và đây hiện tại bên trong bây giờ đấy ạ. Và chúng ta phải chúc mừng là đơn giản là công viên đây đang hoàn thiện dần đấy ạ. Nó đang hoàn thiện dần ạ. Và đây là chuyện vào cuối tháng 6 2019 thì chúng tôi đang ở bên Dubai, nhưng vào đây là thời điểm mà chúng tôi chụp là vào đây là vào tháng 8 hay vào giữa tháng 8 2019, là hơn một tháng sau thì chúng tôi có một chuyến đi sang Belarus, là sang châu Âu, sang Nga đấy ạ. Thì chuyến đi này thì cũng là 11 ngày 10 đêm ạ. Chuyến đi 100% là chúng tôi từ bỏ chi phí. Và cái bức hình này là chúng tôi chụp cùng con tàu với tốc độ là 250 km/h của bên Nga anh chị. Như chuyến tàu này chúng tôi đi từ Nga sang Belarus với 6 lời nhỉ? Đi sang bên Belarus rồi chuyển tàu, bằng chuyển tàu này với tốc độ là 250 km/h. Và chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy con tàu với tốc độ cao như thế nên chúng tôi rất là háo hức và đang đứng chụp phim bên ngoài. Trong quá trình chờ đợi tàu, tôi đang ngồi lên tàu 200 km/h nên mà tôi thật cũng cảm nhận hết được cái đồ sang xịn mình của nó anh chị ạ. Vẫn thấy bình thường thôi, tôi cảm giác như đi tàu Việt Nam mình ấy. Nhưng có thể là nói hơi êm một chút nên mình không có cảm nhận được cái tốc độ nó cao. Thứ hai nữa là bên trong nó cũng khá chật chội nên chúng tôi cũng không cảm nhận được hết cái đồ sang xịn của nó. Chúng ta nhìn Skyway nó khác hoàn toàn ạ. Đây là những cái cuộc trải nghiệm thực tế của chúng tôi ạ.
Và đây là cái buổi tham gia sự kiện của chúng tôi dành cho kỷ niệm 5 năm thành lập Skyway Community ạ. Và tổ chức cho tất cả những anh chị em là cổ đông lớn của đoàn Skyway. Sự kiện đã tổ chức 5 năm và kỷ niệm 5 năm ạ. Anh chị nhìn thấy những bức hình tôi chụp đây ạ. Anh chị nhìn thấy cái điều gì đặc biệt ạ? Những cổ đông bên thế giới anh chị nhé. Hầu như là những người trung tuổi và lớn tuổi anh chị ạ. Họ toàn là trên U40 được lên ạ. Toàn những cô chủ anh chị, những ông bà lớn tuổi lắm ạ. Họ rất là yêu Skyway ạ. À, khi mà có cơ hội được cái chương trình hỏi đáp của người sáng lập Skyway với các cổ đông tinh hoàn thế giới anh chị, thì tôi biết có rất nhiều cô chú anh chị họ đến từ những tổ chức phi chính phủ, những tổ chức bảo vệ môi trường, và họ chia sẻ cái lòng biết ơn của họ đối với công nghệ này, hoặc lòng biết ơn của họ đối với người sáng lập Skyway, bởi vì chính con người đó đã giúp cho họ có cái hy vọng rằng trái đất này được bảo vệ, họ có hy vọng rằng quốc gia họ sẽ giảm bớt cái nạn tai nạn giao thông cũng như là ô nhiễm môi trường do cái lượng khí thải từ ô tô xe cộ, giao thông ạ. Và đây là đoàn Việt Nam chụp ngoài phía ngoài vào ạ. Đây là bức hình tôi chụp cùng giám đốc blockchain của Skyway ạ. Anh này anh Alex ạ, rất đẹp trai và rất là trẻ nhưng rất là giỏi ạ. Đây là bức hình của chúng tôi cùng chụp ở bên trong sự kiện ạ. Sự kiện nói chung đẳng cấp, tôi cảm giác đẳng cấp 5 sao anh chị, nó rất là mang tầm châu Âu mà, nên nó rất là đẳng cấp ạ. Lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện lớn mà chuyên nghiệp đến thế. Nhưng rất tiếc là chúng tôi tham dự sự kiện đang nửa chừng thì bắt buộc chúng tôi phải quay trở về ra khỏi sự kiện đó, bởi vì lịch của chúng tôi không bị khớp với cái đoàn còn là tour du lịch đấy ạ. Chúng tôi không có khớp được cái lịch. Đây là bức hình mà tôi cảm thấy chắc là tôi phải vô cùng biết ơn mình phải lưu nó đến góc đời mình ạ. Đây là bức hình này là anh chị biết ai đấy, ai là ai mà bà vợ của ngài chủ tịch Skyway ạ. Một người phụ nữ rất là tuyệt vời anh chị ạ. Nếu anh chị tìm hiểu về con người này thì anh chị biết được rằng chính con người này ạ, chính người bạn người phụ nữ này ạ, cái lúc mà thì cả thế giới quay lưng với ngài sáng ngài chủ tịch Skyway là ngài Anna tôi như khi ông 50 tuổi đấy ạ. Cái lúc đó cả thế giới quay lưng về những ý tưởng ông ấy, quay lưng về những thứ mà ông ấy phát minh ra, quay lưng về những thứ mà ông ấy muốn bảo vệ thế giới. Thì chính con người này ạ, cái lúc đó một cô gái cực kỳ trẻ tuổi anh chị, họ đã tin tưởng, họ đã lắng nghe câu chuyện của người sáng lập Skyway thời điểm đó, người thanh niên, người đàn ông đó. Và họ cảm thấy quá thích thú. Và ông nói là gì ạ? Tôi không nghĩ rằng có một cô gái trẻ mà là hiểu biết đến thế. Và họ nói với nhau, buổi gặp cà phê đầu tiên họ nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ anh chị. Về khoa học, về vũ trụ, về tên lửa. Và sau đó có rất nhiều câu chuyện khác diễn ra nữa trong cuộc sống nữa. Tình yêu sẽ bắt đầu nảy nở từ đây. Nhưng ba nó đến bây giờ ạ. Ông ba nói là mọi thứ ấy đã bao phủ lên tôi như một cơn sóng. Và đến bây giờ sau 20 năm vùng vẫy ạ, vẫn chưa thoát ra được ạ. Bởi vì những cái thứ rất là tuyệt vời của con người, người chồng của mình ạ. Và anh chị thấy không ạ, tôi thấp hơn bà rất là nhiều, nên khi bà chụp về tôi thì bà cúi xuống để không quá chân lệch với tôi ạ. Tôi rất là biết ơn về điều đó ạ. Ngày khi bà chụp tôi biết Hồ Văn Lầu, thấy Hồ Văn Lầu thấp hơn bà, hơn bà rất là nhiều, thì bà cũng cúi xuống để chụp cùng chúng tôi ạ. Và cảm ơn rất là nhiều người phụ nữ. Tôi tin chắc chắn rằng khi mà Skyway thành công thì người đầu tiên mà cả thế giới biết ơn đó chính là người sáng lập Skyway. Nhưng người thứ hai chắc chắn là con người này. Vì chính cái lúc mà thế giới quay lưng thì chỉ duy nhất bà ủng hộ thôi ạ. Và đây ạ, đây là cơ hội chúng tôi có cơ hội. Chúng tôi là đoàn nhà đầu tư duy nhất đã được phép vào tham quan nhà máy sản xuất của Skyway ạ. Anh chị ạ. Có hơn 5.500 nhà đầu tư trên toàn thế giới đến từ 50 nước cái sự kiện 2019 đó, nhưng Việt Nam chỉ là đoàn duy nhất được vào tham quan nhà máy. Chúng tôi cảm thấy rất là vô cùng vinh hạnh ạ. Và đây là anh cái anh đứng ở giữa bên anh Tâm mà mặc cái áo màu đỏ đấy, anh bên tiền áo đỏ đây là anh giám đốc của quỹ Skyway World Community ạ. Còn anh sau anh giám đốc của công nghệ blockchain ạ. Và phía bên tay phải mà cùng anh chị thấy anh Hùng đúng không ạ? Anh Hùng đi đâu anh cũng cầm theo cái giấy chứng nhận cổ đông Skyway ạ. Có rất là nhiều cô chú anh chị bảo là giấy chứng nhận cổ đông Skyway thì gì nhỉ, mọi người tự làm ra cũng được đúng không, đâu nhất thiết là phải mọi người tự in ra được mà, chứ làm sao đấy là cái gì mà chứng thực đó là từ tập đoàn gửi về ạ. Thì anh Hùng là hôm đó anh cùng cầm cả một tệp sang mà anh Hùng muốn chứng thực với cái người giám đốc của quỹ và vốn này ạ, để xem mình có đúng hay không, để cho mọi người biết rằng chúng ta đang đầu tư đúng vào quỹ này đấy ạ.
Và đây là chúng tôi bức hình chụp cùng con tàu Skyway về sau ạ. Cái lúc này thì nhà máy sản xuất khá trống bởi vì họ đang di chuyển tất cả những con tàu trong nhà máy ra ngoài công viên thực nghiệm để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai này. Hôm nay chúng ta đi trước cái sự kiện. Và đây là em Hồ Văn Lời, tôi bên Hồ Văn Lời cùng chụp chung với giám đốc quỹ và vốn Skyway World Community ạ. Và cùng với cái tấm cái giấy chứng nhận cổ đông của mình. Và hình ảnh em Hồ Văn Lời chụp hình phía bên ngoài nhà máy sản xuất ạ. Cái lúc này em biết em có chia sẻ với tất cả quý anh chị ba nhà máy thì là chúng tôi được tham quan nhà máy thứ nhất đầu tiên của Skyway đấy anh chị. Và có rất là nhiều bức hình chụp bên ngoài này nhưng tôi không tìm thấy được, nó bị mất, tôi cũng bị mất hết rồi. Tôi chỉ tìm thấy bức hình em Lời, đến tên của em Lời thôi. Và đây ạ, đây là một trong những siêu phẩm Skyway anh chị nhá. À, con tàu này thì 2018 đoàn Việt Nam chưa đến, nó thì chưa có con tàu này. Con tàu này bắt đầu ra mắt là tháng 4 2019 trong sự kiện Innotran tổ chức tại Berlin của Đức ạ, và là sự kiện về hệ thống giao thông lớn quy mô toàn cầu ạ. Và tất cả những hãng giao thông trên toàn thế giới sẽ về đó quy tụ và giới thiệu những công nghệ mới nhất của tập đoàn của mình hay công ty của mình. Thì Skyway ra mắt con tàu này, và chính con tàu Skyway này là và gây tiếng vang rất lớn như thế giới, đặc biệt là lúc đó có truyền thông của Nhật Bản đưa tin rất là nhiều về Skyway. Và họ cử cả một đoàn phóng viên sang tận tập đoàn, sang nơi chỗ đây anh chị này, đi thử con tàu Skyway, gặp người sáng lập Skyway và hỏi về công nghệ này. Đây là xe điện tập cho người không người lái. Xe điện này thì nó rất đặc biệt anh chị, nó đặc biệt nhất thế giới hiện nay đấy ạ. À, bởi vì sao cái ghế cho người lái, và cái ghế người lái có thể họ dùng cái ghế lái đó di chuyển số đường phố và họ làm bất cứ điều gì họ muốn, sau đó họ quay trở lại thì họ di chuyển cái ghế đó lên lái xe và họ dùng cái ghế đó để lái xe luôn ạ, mà họ không cần phải phải đổi ghế anh chị. Và sự thần tiện cho người khuyết tật ạ, họ thể bị liệt tay liệt chân liệt tất cả mọi thứ không đi được thì cái ghế đó họ không cần phải lên xuống ạ. Thì đây là cái xe hiện đại và thông minh nhất thế giới hiện đang có. Và nếu chúng ta là cổ đông Skyway thì chúng ta được khi con tàu Skyway là con xe này thương mại thì chúng ta cũng là được phần hưởng lợi nhuận từ con xe này anh chị nhé. Đây là chúng tôi chụp phía bên ngoài công viên này rộng 36 ha. Và tôi đi cả một ngày trời từ sáng đến chiều tối nhưng tôi cũng đi hết anh chị ạ. Có cái vườn táo của các cổ đông, có tên các cổ đông trên toàn thế giới nhưng tôi chưa đến đó. Bởi vì tôi đi đến đâu mà quay lại tôi nhìn là tối mất, mọi người gọi nhau về hết rồi ạ. Đây ạ, và tôi rất là cảm thấy tự hào vì tôi ngồi trên con xe này, tàu này anh chị. Với con tàu này thì trước đầu năm 2019 chúng tôi chỉ nhìn thấy qua video, qua hình ảnh là ai đây là Quốc Vương và Thái tử Dubai ngồi lên đó anh chị. Quốc Vương Thái tử Dubai ngồi lên đó. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và rất là cảm thấy rất thích thú con tàu này. Nhưng đến tháng 8 chúng tôi mới có cơ hội được ngồi con tàu thực tế trên cái công viên thực nghiệm tại Belarus ạ. Và ngài chủ tịch nói là con tàu này đi khắp thế giới anh chị, đi qua điện lạm Singapore, Ấn Độ, Malaysia, rồi Đức, rồi Dubai, rất là nhiều nơi như thế để quảng bá công nghệ Skyway toàn cầu. Và anh chị nhìn thấy trên logo của con tàu này phía bên góc phải ngoài cùng anh chị màn hình đấy ạ, và có chữ RTA. RTA là logo của Bộ Giao thông UAE anh chị nhé. RTA là logo của Bộ Giao thông UAE ạ. Và anh chị biết được rằng bất cứ một cái phương tiện giao thông nào lưu di chuyển ở trên đất nước UAE thì bắt buộc phải có cái logo này, nếu không thì anh chị không được lưu hành nữa. Ở giống như taxi chẳng hạn thì bên là taxi chỉ có một hãng duy nhất ạ, và tất cả 100% taxi được có RTA. Hay là chúng tôi có một cơ hội được đi du lịch ở trên sông anh chị thì người ta bảo là chúng ta chuyển đi đón taxi nước. Anh chị nghe taxi nước bên tráng à, tôi chúng tôi rất háo hức biết taxi nước là cái gì. Sao đến đó thì một cái chiếc cano, chiếc thuyền gì đó, nhưng mà quê mình ấy, gắn thêm một cái motor vào để chạy đến sông anh chị, taxi được ạ. Và sau đó thì cũng có gắn phải gắn RTA vào đó thì một pháp ạ, còn không thì không được chạy đến sông anh chị nhá. Nó tất cả mọi thứ ý quyết nói đây là luật pháp của nó rất là nghiêm ngặt, đặc biệt là bên đó 100% là hầu như đào hồi ấy. Mọi thứ rất là minh bạch rõ ràng nguyên tắc ạ. Và đây là cái hình ảnh chúng tôi chụp ở trong cái bảo tàng tập đoàn Skyway, và hình ảnh lưu lại tất cả tài liệu của Skyway từ năm 1966 đến bây giờ anh chị. Và tên trên nhà anh chị là người ta lưu lại những cái tên của những con người mà đầu tư từ năm 2016 trở về trước,
những người có nhiệm viện góp công, những góp nhiệm viên gạch đầu tiên để xây dựng tập đoàn Skyway thì họ được lưu lại trên bảo tàng tập đoàn Skyway trên trần nhà anh chị. Đến 50 năm nữa, 100 năm nữa thì những con người này sẽ nhận được lưu lại đó. Và trên trần nhà này hàng trăm nghìn cái tên, nhưng ở đó có khoảng 6-7 cái tên người Việt Nam mình ạ. Và anh Triều Tâm là một trong những người có tên đó. Khi tôi xem cái video là người Việt Nam xuất hiện, tên người Việt Nam xuất hiện trên bảo tàng tập đoàn Skyway, đó là cái lúc mà tôi quyết định ngồi xuống để nghiêm túc tìm hiểu Skyway năm 2018 để đầu tư thêm và phát triển cộng đồng Skyway anh chị nhé. Bởi vì tôi biết được rằng cái người Việt Nam mình có tên trong bảo tàng tập đoàn Skyway và mình đầu tư theo họ thôi thì kiểu gì mình đầu tư cũng đúng ạ. Còn trước đó khi tôi xem hình nền của các anh chị ấy, năm 2018 anh chị, tôi xem hình nền của anh chị chụp hình chung với con tàu Skyway này, đi thử con tàu Skyway này, rồi được chụp chung về người sáng lập Skyway này, anh chị có tin không? Tôi không tin ạ. Tôi tin nhưng tôi vẫn nghi ngờ, bởi vì tôi nghĩ rằng là bây giờ có ông này, ông các bà này bây giờ làm Skyway có tiền mà. Có tiền thì bây giờ bỏ ra 100 triệu sang bên đó, mua cái vé vào trong cái công viên này, chụp cái chung, đi thử mua cái vé, đi thử con tàu Skyway. Rồi cũng xin chụp chung về người sáng lập Skyway, lấy hình ảnh về BR đấy, là mình được ở hiểu, là của công ty mình. Nhưng chẳng ai biết đó là đâu cả. Chẳng ai biết đó là đâu cả. Nhưng khi mà xem cái video người Việt Nam xuất hiện trên bảo tàng là Skyway, tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Bởi vì tôi tin là tôi đang là từ đúng chỗ đấy anh chị. Và đây ạ, đây là hình ảnh mà khi mà tôi lúc mà tôi đi thử con tàu Skyway, con tàu sau lưng tôi, tôi vừa đi thử xong nè. Và tôi vừa đi xuống thì tôi tranh thủ chụp cái hình. Thế ra lúc này mọi người rất là vội, bởi vì đoàn thẳng phải lên, mọi người phải di chuyển ra chỗ khác ạ. Và tôi tranh thủ người ta chụp cho tôi cái này, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Hôm đó, và đây là bức hình mà tôi hôm nay tôi vừa chụp lại anh chị ạ. Chúng tôi rất là chủ quan, chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có cơ hội được chụp chung, chụp ảnh chung với người sáng lập Skyway. Bởi vì năm 2018 ấy, đoàn Việt Nam sang thì họ tự do chụp hình với người sáng lập Skyway anh chị nhá. Nhưng 2019 chúng tôi nghĩ là chúng tôi chuẩn bị tinh thần để chụp hình với người sáng lập thế nào. Nhưng đến lúc ông phát biểu xong, họ hát tiếng lên sân khấu thì ông đi thẳng một phát đến nhà điều hành, và xung quanh ông thì có khoảng 5 đến 7 vệ sĩ khen chừng, mà chúng tôi không có cơ hội tiếp cận gần anh chị. Và chúng tôi không có cơ hội tiếp cận gần, cũng như không có bất cứ ai chụp hình chung. Có Việt Nam mình có một cô bé Loan ạ, cô biết Bất Hồ cùng thì Loan ạ, có cơ hội được chụp chung một cái. Nói chung là cô ấy lao đến rất là nhân như một con gió mà chụp chung ạ. Còn phía sau cái bức hình này đây ạ, là người mà đứng một cảm rất xa anh chị, là ngài chủ tịch Skyway đấy ạ. Cái video thì có quay lại trên Facebook của tôi ạ. Đây là cái video tôi review lại cái con tàu Skyway 500 km. Tôi có thể lướt qua khoảng vài giây, anh chị xem qua thôi ạ, không có thời gian nữa. Rất là đặc biệt của Skyway đó là con tàu với tốc độ vận hành là 500 km/h. Và ở trên kia của nó đang chạy cùng và đang cùng quý mọi người nhìn rõ hơn, mọi người đang chụp hình chung của Skyway Việt Nam đã nhanh chóng đã có cơ hội. Đây mọi người đang chụp hình anh chị ạ. Tất cả mọi người đang đứng chờ để. Đây là công viên tôi quay một góc ạ. Nói chung là đây tôi chỉ nói lướt qua một chút. Đây là tôi có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với một trong những hai đại diện của tập đoàn Skyway và Skyway World Community tại Việt Nam ạ. Và bức hình mà trên cùng anh chị nhìn thấy đó chính là bức hình trên cùng anh chị nhìn thấy đó là cái ủng hộ Covid của tập đoàn Skyway vào đầu năm 2020 vừa rồi, 21 vừa rồi, tháng 4 tháng 5 gì đấy. Ông và ông về Việt Nam để làm cái dự án ở dưới Quảng Ninh anh chị. Quảng Ninh, cái dự án 3 km của Quảng Ninh đã được ký kết ạ. Và đây là hai con người được chụp hình vào năm 2019 anh chị. Đây là những sự kiện mà chúng tôi đã có cơ hội được tổ chức trong những năm tháng qua. Ok. Và rất là nhiều sự kiện anh chị, nhưng bây giờ là 10 giờ 25 phút, tôi xin kết thúc cái sự cập nhật chia sẻ câu chuyện của tôi ở đây ạ. Bởi vì tôi biết là ở đây có rất là nhiều anh chị em cũng đang giờ rất là muộn. Thì chúc tất cả quý anh chị sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội Skyway, và chúng tôi là những người đã đi chứng thực tất cả thông tin đó. Skyway là một dạng có thật và nó đang thực sự rất là phát triển mạnh mẽ ở trên toàn thế giới. Và Việt Nam mình cũng đã có những dự án đã ký kết hợp đồng, anh chị tìm hiểu kỹ về nó. Thứ hai nữa, tôi chúc tất cả anh chị rằng là làm thế nào đó, và trong
5 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi, con tàu Skyway chạy khắp thế giới, thì lúc đó chúng ta tự hào nói với con chúng ta rằng chúng ta đang là một phần tập đoàn này và chúng ta đang hưởng quyền lợi từ nó, thì chúng ta không phải là người bỏ tiền ra để tiêu dùng sản phẩm này nữa. Chúc tất cả quý cô bác anh chị sớm sở hữu cho mình ít nhất là 1 triệu cổ phần Skyway để thoát nghèo ạ. Chúng ta hay nói với nhau là thoát nghèo ạ. Còn nếu anh chị muốn giàu có thì nên cố gắng sở hữu hơn 1 triệu cổ phần Skyway ạ. Chúc tất cả quý anh chị trong mùa dịch bình an ạ. Một quý vị bình an và tâm chúng ta luôn luôn an trở cái sự biến cố của xã hội đang diễn ra, và chúc chúng ta luôn sức khỏe. Cảm ơn, em xin nhường lời lại cho MC Anh Đình Tuấn ạ. Xin cảm ơn Top Expert Trần Diễn Quỳnh rất là nhiều. Cả nhà chúng ta sẽ cho dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn chị Trần Diễn Quỳnh được không ạ? Xin cảm ơn chị chia sẻ rất là tuyệt vời. Bởi hôm nay thì thực sự là Tuấn đã tham gia vào thị trường đầu tư Skyway được gần 3 năm. Nhưng mà hôm nay nghe được cái chia sẻ của anh Viết Anh và những cái thông tin mà chị Diễm Quỳnh chia sẻ lại cái chuyến đi từ Belarus về, Tuấn lại cảm thấy rằng là nó háo hức như là những ngày đầu mà mình mới chia sẻ đấy, mới bắt đầu tìm hiểu vậy các anh chị ạ. Nó rất là hay. Và mình cảm thấy rằng là cái niềm tin của mình nó đã đặt đúng chỗ rồi các anh chị ạ. Thành công bây giờ nó chỉ còn là vấn đề là thời gian, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn anh Viết Anh, cảm ơn chị Diễm Quỳnh đã chia sẻ những thông tin rất giá trị của Skyway. Để tiếp theo chương trình thì sẽ là vào cái phần cuối, đó là giao lưu và trả lời các cái câu hỏi thắc mắc của các nhà đầu tư. Trước khi vào cái phần chờ đợi các cái câu hỏi mà anh chị, các nhà đầu tư có thể comment lên trên màn hình vào phần nội dung tin nhắn để Tuấn có thể tổng hợp lại và trả lời các câu hỏi của các anh chị. Mời tất cả các anh chị có câu hỏi chúng ta comment. Và trong thời gian mấy phút chờ đợi các câu hỏi của các anh chị comment thì Tuấn xin tổng hợp lại các cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Nội dung thứ nhất là xin cảm ơn anh Viết Anh đã chia sẻ những cái thông tin rất là tuyệt vời về đầu tư, kinh doanh cũng như là những cái tiêu chí mà đầu tư vào Skyway áp dụng vào Skyway với 5 tiêu chí đó ấy, thì Skyway đã đáp ứng được rất từ gần như là đã chuẩn chỉ được những tiêu chí đó, nên những nhà đầu tư chúng ta đầu tư vào Skyway là rất là yên tâm. Một cái điều rất là quan trọng nữa ấy, đó là chúng ta sẽ định vị mình là ai, ở đâu trong cái kim tứ đồ. Có thể chúng ta là nằm ở phần tư thứ nhất của kim tứ đồ, đó là người làm công ăn lương, hoặc chúng ta nằm ở phần thứ hai của kim tứ đồ, đó là những chủ cửa hàng, là những chủ doanh cửa hiệu nhỏ lẻ, kinh doanh nhỏ lẻ. Hoặc chúng ta có thể là những nhà mà những cái chủ cửa hàng lớn nằm ở phần tư thứ ba, và chúng ta có thể đang là những nhà đầu tư. Nhưng khi mà xem xong cái kim tứ đồ của anh Viết Anh chia sẻ ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta đầu tư vào cổ phần của doanh nghiệp Skyway thì nó giống như là một con thuyền giúp chúng ta, đưa chúng ta từ bên trái của kim tứ đồ sang bên phải của kim tứ đồ, chuyển chúng ta từ trực tiếp vào những nhà đầu tư, đúng không ạ? Chỉ sau vài năm nữa khi Skyway lên sàn chứng khoán, đúng không ạ? Tiếp theo đó là những cái quyền lợi của cổ đông Skyway, thì anh Viết Anh cũng chia sẻ rất là kỹ, chúng ta đã có rất nhiều cái quyền lợi của Skyway. Đó là gì ạ? Đó là nhận cổ tức hàng năm khi công ty làm ăn có lãi, chia cổ tức, đồng thời là chúng ta có thể là bán cổ phần của mình đi để nhận cái lợi nhuận để về ăn chênh lệch cái giá với giá thị trường, đúng không ạ? Đó. Cái tiếp theo đó là những cái thành tựu đến thời điểm này, những thành tựu của Skyway đã rất là rõ rồi. Chúng ta đang có rất nhiều những con tàu được hình thành và đã có 2 cái dự án mẫu ở Belarus và bên Dubai sắp tới, thì từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ có thể triển khai xây dựng một vài tuyến đường mà đã ký kết, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là xin cảm ơn chị Diễm Quỳnh đã chia sẻ rất nhiều những thông tin giá trị từ chuyến đi Belarus về, đúng không ạ? Đây là những cái điều mà rất thực tế mà sẽ giúp cho tất cả các cổ đông của chúng ta có niềm tin nhiều hơn, và đồng thời sẽ giúp cho chúng ta tăng được nhiều cái cổ phần của mình hơn trong thời gian tới, chuẩn bị kết thúc những
những cái giai đoạn gọi vốn cuối cùng, đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn anh Viết Anh, cảm ơn chị Diệp Quỳnh rất là nhiều. Và nội dung cuối cùng là chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của các nhà đầu tư, những anh chị em nhà đầu tư mới vẫn còn có những cái băn khoăn thắc mắc hoặc những câu hỏi thì chúng ta sẽ giải đáp. Vâng, xin mời tất cả các anh chị có câu hỏi nào chúng ta sẽ giải đáp ạ. Trước phần giải đáp thì Tuấn có nhận được một cái lời chia sẻ của nó là của giao lưu của một một cổ đông ở trong trong Zoom, ở trong Zoom ngày hôm nay, thì không biết là anh còn ở trong Zoom không? À, chị còn ở trong Zoom không? Chị Đào Quý còn ở trong Zoom không ạ? Dạ con, chào cả nhà. Vâng ạ, xin mời chào cả nhà. Sự chia sẻ giao lưu của chị Đào Quý ạ. Chị Quý ạ. Dạ vâng, xin lỗi. Em mời chị. Dạ, nay là buổi em chào cả nhà. Trước hết là em chào cả nhà. Thứ hai nữa là em cũng có một đứa em. Nó giới thiệu em vào bữa nay là bữa đầu tiên và em mới tìm hiểu. Thì đây em cũng thấy là một cái cơ hội rất là tốt. Cái công nghệ rất là thông minh. Em cũng không biết nói gì hơn. Để chắc là cũng phải học hỏi thêm các anh chị nhiều bữa như này hơn nữa, thì để em tìm hiểu. Và em thấy đây cũng là một cái cơ hội rất tốt để cho mình tham gia. Cho em hỏi một chút là chị Quy đã đầu tư vào Skyway chưa? Dạ bữa nay bữa đầu tiên anh ạ, bữa nay em mới được biết đến. Tức là hôm nay mới là buổi đầu tiên mà nghe đến, đúng không ạ? Và thế sau cái buổi chia sẻ vừa rồi thì chị cảm nhận rằng là cái công nghệ Skyway này nó như thế nào, và có thể là chị có thể chia sẻ được cái ý định của mình trong thời gian tới được không ạ? Em thì thấy cái này nó rất là gọi là cái nói chung là đầu tư sinh lời là nghe cũng có. Với cái thứ hai nữa em cũng thấy rất là thực tế. Thứ ba nữa là em chắc chắn một điều là cũng sẽ đầu tư đầu tư vào, nhưng mà để 1-2 bữa nữa để em tìm hiểu thêm. Vâng, cảm ơn chị Quy rất là nhiều. Sẽ em chúc chị trong thời gian tới sẽ nắm bắt thật nhanh cái cơ hội này khi mà nó đã chuẩn bị vào cái giai đoạn kết rồi ạ. Xin chúc chị sở hữu được nhiều cổ phần Skyway. Xin cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn anh. Còn anh chị nào có câu hỏi chúng ta sẽ comment lên để Tuấn tổng hợp và sẽ chuyển đến ban tổ chức để ban tổ chức sẽ giải đáp các thắc mắc của các anh chị. Có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Không thấy anh chị nào có câu hỏi tiếp theo. Có thể là thời gian nó cũng đã muộn rồi. Nếu trong khoảng độ 2 phút nữa, 3 phút nữa mà anh chị không có câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom, buổi Zoom ngày hôm nay. Một buổi Zoom rất là giá trị, đúng không ạ? Rất nhiều thông tin bổ ích, rất nhiều thông tin quý giá được anh Viết Anh chia sẻ và chị Diễm Quỳnh chia sẻ. Những cái thông tin rất là hay. Và đặc biệt đấy, nó rất là dễ hiểu, một người bình thường thôi chúng ta cũng có thể là hình dung ra được, cũng thể hiểu được và đưa ra cho mình một cái quyết định, đúng không ạ? Đặc biệt là những anh chị người mới thì khi tham gia vào những buổi Zoom như thế này thì anh chị có thể là hiểu rất là rõ về Skyway, không như các anh chị ban đầu, ví dụ như là chị Diễm Quỳnh hoặc là anh Hồ Văn Lợi hoặc là các anh chị cách đây khoảng độ 3-4 năm mà đầu tư vào Skyway thì nó lại không có nhiều thông tin rõ ràng như bây giờ, đúng không ạ? Thế đến thời điểm này là thời điểm vàng để chúng ta đưa ra cho mình quyết định đầu tư vào Skyway và sở hữu thật nhiều cổ phần của Skyway. Có lẽ là thời gian cũng đã muộn rồi thì cũng không có câu hỏi nào thêm, thì Tuấn xin kết thúc cái chương trình buổi Zoom tối ngày hôm nay.
xin chúc tất cả các anh chị em, các cô chú, cổ đông Skyway chúng ta có nhiều sức khỏe và sẽ bình an trong mùa dịch này, để trong thời gian tới chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn cùng với Skyway sở hữu thật nhiều cổ phần của Skyway. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn anh Viết Anh, cảm ơn chị Diễm Quỳnh rất là nhiều, cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để Tuấn hôm nay hoàn thành cái nội dung MC của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chào tất cả các anh chị, chúc anh chị ngủ ngon. Chúng ta cùng mở mic vào nhau và chụp cùng với nhau một tấm ảnh để kỷ niệm không ạ? Xin mời anh Tô Bích Bích, Hồ Văn Lợi sẽ chụp cho chúng ta một cái ảnh. Chúc cả nhà ngủ ngon.